Thương Sở Sở, hôm nay cô không đưa tôi 500.000 tệ mua BMW thì chúng ta khỏi kết hôn đi. Dạ nội. Cháu ơi, có chuyện rồi. Cháu đến liền à? Trương Nguyên, ngày xưa anh nói anh không có tiền khởi nghiệp. Em làm tận ba công việc, kiếm vốn cho anh khởi nghiệp. Anh nói anh không có tiền mua nhà, em đã đem toàn bộ tiền tiết kiệm ra mà trả cọc. Anh nói anh không đưa sinh lễ, em cũng đã đồng ý rồi. Em đã trao cho anh tất cả rồi. Bây giờ anh bảo em đi đâu đây, kiếm thêm 500.000 tệ cho anh mua xe nữa hả? Con trai tôi thành công trong sự nghiệp, ấy là vì con trai tôi tài giỏi. Bày đặt không cần sinh lễ. Chị đã theo con trai tôi 8 năm trời rồi. Cái ngữ tàn tạ như chị, đòi mà không thấy ngại à? Anh Nguyên, em đã đợi anh 8 năm để cưới anh. Hôm nay có thể đừng làm em bể bàng như vậy được không? Chuyện tiền nông à, đừng có mà lãi nhãi nữa. Khương Sở Sở, hôm nay hoặc là cô đưa tiền hoặc là cút xéo đi. Bà nội, đã xảy ra chuyện gì ạ? À? Tôi nói cho cô biết, cũng chỉ có tôi nhân từ mới lấy cô thôi, chứ ai mà muốn lấy người như cô chứ. Cháu nội tôi cưới. Hả? Một cô gái tốt như vậy, các người không cần thì để nhà họ Kỷ tôi cần. Cháu nội tôi đưa sính lễ 100 triệu. Khương Sở Sở, sính lễ 100 triệu, đây là nhà nào thế hả? Tỷ phú Long Xuyên, nhà họ Kỷ. Tỷ phú? Không biết bà nội bị cô gái này cho ăn bù mê thuốc lú gì nữa. Bà nội, sao lại thế nữa rồi? Quý vị thông cảm nha, bà nội tôi mắc bệnh Alzheimer, lại hay tưởng tượng mình là tỷ phú lắm. Thằng ranh này, sao lại giả nghèo giả khổ nữa đây? Tôi đã bảo rồi mà, tỷ phú gì chứ, sao có thể ưng Khương Sở Sở được chứ. Mặt hàng chợ từ đầu đến chân thì chắc chắn là nghèo rách mà đi ăn chùa rồi. Khương Sở Sở, nhìn thấy chưa, chỉ có loại nghèo kiết xác mới chịu lấy cô. Nếu như cô không chịu bỏ ra 500.000 tệ thì hãy ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi tôi, đám cưới này sẽ có thể tiếp tục. Không ngờ 8 năm thanh xuân của tôi đã lãng phí cho thứ thối nát như anh. Hôm nay tôi thà cưới một người nghèo kiết xác còn hơn là cưới một thằng như anh. Ông xã, mình đi thôi. Bà nội, cảm ơn bà vừa giải dây cho con ạ. Chúng ta có biết nhau sao ạ? Cháu quên rồi à. Sáng nay ngay tại đây nè, cháu để giúp bà lấy lại cái túi bị cướp đó. Ê, túi của tôi. Của bà đây ạ. À? Cảm ơn. Ồ, là bà. Đông người như vậy mà chỉ có cháu dũng cảm ra dứt. Bà đã biết ngay, cháu là một cô gái tốt bụng mà. Với cái nét của Trương Nguyên sẽ không dễ dàng tha cho mình. Cháu nội của bà cụ trông cũng không giống người xấu, kết hôn với anh ta cũng được. Bà ơi, chuyện kết hôn có làm thật không ạ? Đương nhiên rồi, đương nhiên là thật chứ. Nhà họ Kỷ sẽ không đối xử tệ với cháu đâu. Sính lễ là 200 triệu. Cô Khương, tôi không có nhà, không có xe, cũng không có việc làm. Là một thằng ba không à? Cô có chắc là muốn lấy tôi chứ? Tôi không bận tâm đâu, tôi cũng không cần sính lễ nữa. Không được, phải đưa sính lễ chứ. Còn phải tăng gấp đôi nữa. 200 triệu, 200 triệu hả? Quý vị thông cảm, bà tôi bị Alzheimer, hay tưởng tượng ra mình là tỷ phú lắm. Xem ra bà cụ bị Alzheimer khá nghiêm trọng rồi. Đồng ý nhanh như vậy, quả nhiên là diễn rồi. Nào, đây là chiếc vòng ngọc mở cù vô giá, sau này trao cho cháu nha. Chiếc vòng ngọc này chắc là giả nhỉ? Cứ nhận trước cho bà vui đã. Cháu cảm ơn bà. Còn đây là 200 triệu. Bây giờ hai đứa đi kết hôn đi. Thế là
đã kết hôn rồi sao? Với một người xa lạ nữa. Tôi còn có việc, đi trước đây. Nè, anh Kỷ. Đây là số điện thoại của tôi nè. Đây chẳng phải là sinh lễ bà nội tôi đưa cho cô sao? Tôi biết đây là tấm séc giả mà. Anh đâu phải là tỷ phú đâu, làm sao có nổi 200 triệu chứ. Giả lại tôi thực sự không cần tiền. Nhỏ này khờ thật hay khờ giả vậy ta? Nghĩ tờ séc là giả cơ đó. Hay là định giả heo ăn thịt hổ? Có âm mưu lớn hơn. Cô Khương, nhà chúng tôi nghèo lắm, nên cô đừng hy vọng có thể lấy được gì từ tôi. Sau này nếu không có việc gì thì đừng liên lạc. Kỷ Tổng, Kỷ Tổng, nhìn tôi nè. Anh ấy muốn làm gì vậy? Sao vậy hả? Tôi muốn hỏi số điện thoại của cô là bao nhiêu. Hả? Tôi vừa đưa cho anh còn gì nữa. À, tôi sắp muộn rồi, đi trước đây. Anh đi đâu? Ở đây khó bắt xe lắm, tôi phóng xe điện chở anh đi. Không cần đâu. Tôi... chúng ta đã là vợ chồng rồi, không phải ngại với tôi đâu. Nào, lên xe thôi. Hay là nơi anh sẽ đến không thể cho tôi biết hả? Từ chối nữa, khéo là bị con nhỏ này nghi ngờ mất. Phố Tùng Lăng. Bám chặt chắc vào nha. Đi thôi. Cô đi chậm thôi. Tôi đến nơi rồi. Cô mau về đi. À, cái này phải kéo ra nhẹ nhàng vậy nè. Thấy chưa? Được rồi. Sao bỗng dưng tim mình đập nhanh vậy? À, cảm ơn nha. Vậy chúc anh hôm nay phỏng vấn thành công nha. Tôi về trước. À, à đúng rồi, tôi làm việc ở tập đoàn Tinh Diệu á. Nếu có việc gì anh có thể đến công ty tìm tôi. Tôi đi nha. Ừ. Lịch trình buổi chiều sắp xếp thế nào? Anh quên rồi à? Chiều nay chúng ta đến công ty Tinh Diệu tiến hành thu mua. Tinh Diệu? Nè, Tỷ Linh. Nè, tôi đăng ký rồi nè. Hả? Giấy chứng nhận kết hôn hả? Wow, chồng cô đẹp trai phết đó. Kỷ Mộ Bạch. Sao tên của chồng cô giống y hệt như tỷ phú vậy? Sở Sở, không phải cô cưới tỷ phú đó chứ? Cô nghĩ gì vậy? Dân thường như chúng ta thôi à, sao có thể dính dáng đến tỷ phú được chứ? Trùng họ trùng tên thôi. À, cô nghe tin gì chưa? Công ty mình sắp bị công ty của tỷ phú là tập đoàn Kỷ Thị mua lại rồi. Chiều nay Kỷ Tổng sẽ đến công ty mình. Nghe đồn Kỷ Tổng cực kỳ đẹp trai luôn, vừa giàu vừa giỏi nữa. Đúng là kim cương trong số đàn ông độc thân kim cương mà. Không biết cô gái nào tốt số cưới được anh ấy nữa. Toàn là truyền thuyết thôi à. Không chừng lại là ông chú trung niên đầu hói bụng bia thì sao?
Mọi người dừng hết công việc lại, thông báo một việc nhé. Kỹ tổng của kỹ thị đã chấm bản kế hoạch của Lâm Nhã, vậy nên kỹ thị mới chi một khoản tiền lớn để mua lại. Bây giờ tôi tuyên bố Lâm Nhã được bổ nhiệm làm trưởng phòng thiết kế. Truyền tay nhau xem tại sao người ta làm được bản thiết kế xuất sắc thế này. Đây không phải là bản thiết kế của mình sao? Giám đốc, đây là kế hoạch của tôi mà. La lối ầm sầm cái gì? Của cô à? Trên này viết tên của cô à? Nhưng rõ ràng. Im mồm, lát nữa kỹ tổng tới. Cô mà dám nhắc đến chuyện này, cẩn thận tôi đuổi việc cô đó. Khương Sở Sở, tôi dùng bản kế hoạch của cô đó, có làm gì được tôi nào? Lâm Nhã, hồi học đại học cô luôn chơi xấu tôi, bây giờ làm cùng một công ty, cô còn táo tợn hơn nữa. Cô cứ đợi đó, tôi nhất định sẽ chứng minh với giám đốc chính cô đánh cắp bản thiết kế của tôi. Khương Sở Sở, cô vẫn thật sự ngây thơ khờ khạo sao? Giám đốc Điền là chú tôi, cô nói xem chú ấy sẽ giúp ai hả? Hôm nay kể cả tôi nghiền nát cô tại đây, không ai dám nói gì tôi hết. Từ khi còn học đại học, tôi đã ngứa mắt với cái vẻ thượng đẳng này. Loại mạc hạng không có địa vị hậu thuẫn như cô, sinh ra nên làm đá lót đường đặt dưới chân tôi. Tôi khuyên cô hãy ngoan ngoãn làm bản kế hoạch cho tôi, bằng không tôi sẽ khiến cô mất bát cơm ở dinh diệu này. Kỹ Mộ Bạch, ai cho cô cái gan dám bắt nạt vợ tôi hả? Anh là chồng của ta à? Bộ đồ này nhìn từ đầu đến chân không ra nhãn hiệu gì, chắc chắn chỉ là dân gian phòng quèn rồi. Khương Sở Sở, kể cả chồng cô có tới thì sao nào? Ở trước mặt anh ta tôi vẫn bắt nạt cô như thường. Cô thử xem, loại người như cô mà vẫn có thể làm việc ở đây, xem ra tinh diệu có lẽ phải chỉnh đốn lại rồi. Anh là cái thá gì chứ, ra dễ xếp sòng trước mặt tôi. Tôi nói cho anh biết, ở Tinh Diệu tôi là quản lý của Khương Sở Sở, cấp trên của cô ta, muốn dạy dỗ cô ta thế nào chẳng được. Hôm nay cho dù bắt cô ta học sủi như chó, cô ta cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống thôi. Một quản lý dớ dẫn mà dám bắt nạt phu nhân chủ tịch à? Ý anh là gì hả? 2 phút trước tôi đã mua lại tập đoàn Tinh Diệu, kể từ bây giờ Sở Sở là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Tinh Diệu. Cô quỳ xuống xin lỗi cô ấy ngay. Mua lại? Không lẽ chồng của Sở Sở lại là tỷ phú Kỷ tổng hả? Kỷ Mộ Bạch, anh điên rồi, nói nhảm gì vậy? Khương Sở Sở, cô kiếm đâu ra mà ông chồng quý quá thế này? Tài năng có hạn mà tài chém gió thì phần phật rồi. Cố rách áo ôm cũng dám mạo nhận là Kỷ tổng, xách giày cho Kỷ tổng còn không xứng đó. Trợ lý Hàn, đây là hợp đồng Kỷ tổng vừa mua lại tập đoàn Tinh Diệu. Tập đoàn Tinh Diệu hiện đã thuộc về Kỷ thị. Không lẽ Kỷ Mộ Bạch thực sự là tỷ phú Kỷ tổng hả? Tưởng đem bừa một tờ giấy nhào nát được đóng dấu ra là tôi sẽ tin à? Tỷ phú sẽ để mắt đến cái loại tàn tạ bị đàn ông chơi nát như cô sẽ sợ sao? Đồ chó má đuôi mù mà. Cô im ngay cho tôi. Đây là Kỷ tổng của tập đoàn Kỷ thị đó. Kỷ tổng, thật sự xin lỗi mà, tại tôi không quản lý tốt cấp dưới. Tôi sẽ đuổi cổ cái con nhỏ chết tiệt này ngay bây giờ ạ. Kỷ tổng, Khương Sở Sở sao có thể tốt số cái được tỷ phú chứ? Anh ta không thể nào là Kỷ tổng được. Chú, im mồm. Đồ mất dạy mắt mù mà. Người đâu? Bịt miệng nó lại cho tôi. Lôi ra ngoài. Đợi đã. Kỷ tổng, anh còn căn dặn điều gì nữa à? Cô ta vừa ức hiếp em thế nào, bây giờ em có thể đáp trả lại nguyên vẹn. Thôi đi, chó cắn em một nhát em cũng đâu cắn ngược lại được. Đưa cô ta vào danh sách đen, bất cứ công ty nào tuyển dụng cô ta tức là chống đối Kỷ thị. Thả tôi ra, thả tôi ra. Anh thật sự là Kỷ tổng hả? Nếu cô ấy biết mình là tỷ phú, chắc chắn về sau sẽ khó ly hôn. Thật ra tôi là trợ lý của trợ lý Hàn. Vừa nãy ở trong đó, vì muốn giúp cô nên tôi mới mạo danh Kỷ tổng thôi. Lần này là tôi đến thay Kỷ tổng đàm phán phương án thu mua. Mạo danh à? Anh to gan quá đó. Khốn kiếp, dám lừa mình à?
mạo danh Kỷ tổng không phải để giúp cô giải quyết vấn đề à? Xin lỗi nha, cảm ơn anh vì lần này. Đúng rồi, anh không có việc làm cơ mà. Hôm nay tôi đi phỏng vấn đó, tôi thể hiện quá đỉnh nên đã được tuyển dụng luôn. Kỷ, trợ lý Hàn, cảm ơn anh lúc ở trong đó không vạch trần việc tôi mạo danh Kỷ tổng. Hả? Đúng, không sao đâu. Cảm ơn trợ lý Hàn. Rảnh thì qua nhà chúng tôi ăn cơm nha. Chuyện nhỏ, không cần khách sáo đâu. Hợp đồng thu mua đã được soạn xong. Tiểu Kỷ, chúng ta đi chứ hả? Bọn tôi còn bận vài việc nữa. Đi làm đây, anh mau đi đi. Kỷ thị là công ty lớn, cố gắng làm nha. Không ngờ kiếm được hẳn một mã cổ phiếu tiềm năng. Cô còn muốn làm gì đây Lâm Nhã? Bài học vừa rồi chưa đủ à? Khốn kiếp, sớm muộn cũng cho cô biết mà. Sở Sở, tôi đến để xin lỗi. Hồi trước học đại học, cô luôn xuất sắc hơn tôi, nên vào công ty tôi mới ghen tị chèn ép cô. Tối nay họp lớp đó, cô hãy tới cùng Kỷ tổng đi. Trước mặt các bạn tôi sẽ trịnh trọng xin lỗi hai người. Thế nào hả? Khỏi cần, anh ấy bận lắm, không có thời gian đâu. Vậy thì tôi đích thân đến tập đoàn Kỷ thị một chuyến, mặt dày mày dạn mời Kỷ tổng dậy. Vì Kỷ Mù Bạch mạo danh Kỷ tổng bị lộ mất. Đợi một lát, tôi sẽ chuyển lời tới anh ấy. Được, tối nay ở khách sạn Á Nguyên nha, tôi đợi hai người. Khương Sở Sở, mọi nỗi nhục của tôi chịu hôm nay, đến tối tôi sẽ đòi lại hết. Tốt hơn vẫn nên gọi trước hỏi Kỷ Bạch xem sao rồi. Báo cáo quý này tệ hại quá. Các vị tìm cách nâng cao doanh thu quý sau lên, và tìm cách mở rộng thị trường nước ngoài nữa. Còn về dự án Hoa Xuyên Quốc tế, ông xã có ở đó không ta? Có điều này em muốn nói với anh nè. Tối nay không biết anh có rảnh không ta? Hello, ông xã có đó không nè? Kỷ tổng, nhìn bên trái kìa. Cái gì? Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây. Ra ngoài hết đi. Alo, gửi nhiều tin nhắn thế làm gì hả? Có việc gì không biết gọi điện à? Thì tôi sợ anh không tiện còn gì. Tôi đang rất bận. Nói ngắn gọn thôi. Tối nay tôi có buổi họp lớp. Anh có thể đóng giả Kỷ tổng sương sương thêm một chút nữa không? Nha, năn nỉ anh mà. Nhỏ này muốn lợi dụng thân phận của mình để khoe khoang với bạn học cơ đó. Không rảnh. Cúp máy rồi à? Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Xem ra đành tự mình đánh liều vậy. Vừa phù phiếm vừa đào mỏ, thật sự không biết bà nội ưng của ta ở điểm nào nữa. Vào đi. Kỷ tổng, Lưu tổng hẹn anh tối nay gặp ở nhà hàng Lưu Quang. Biết rồi. Đợi đã. Tối nay tôi có buổi họp lớp. Anh có thể đóng giả Kỷ tổng sương sương thêm một lúc nữa không? Một chút thôi mà. Năn nỉ anh đó. Cuộc hẹn tối nay quản lại đi. Vâng, Kỷ tổng. Ê kìa, Hoa Khôi Khương đây mà. Mau ngồi đi. Nghe Lâm Nhã nói cô đã đu bám được Kỷ tổng, có thật không đó? Anh ấy đâu rồi? Đúng đó, Sở Sở, bạn học với nhau cả. Hôm nay cả lớp kháo nhau đến để tận mắt thấy phong thái của tỷ phú đó. Anh ấy có cuộc họp đột xuất rồi, không đến được. Không đến được? Hay là không dám đến? Nhã Nhã tới rồi. Ê, chiếc vòng tay của cô không phải là yên lung được chạm khắc từ ngọc mở cựu thượng hạng đó chứ? Chiếc vòng ngọc độc nhất trên thế giới, được chính bậc thầy điêu khắc ngọc từ An chạm trổ, có giá cả tỷ đó hả? Đúng vậy, vòng ngọc tôi đeo là tác phẩm mà thầy Từ An hài lòng nhất. Yên lung,
Cũng không giấu gì các bạn, nhà chúng tôi kinh doanh ngọc đá cao cấp. Từ An với ông nội tôi là bạn thân, nên đã tặng dòng Yên Lung này cho tôi. Nhã Nhã, gia đình cô lợi hại quá đi mất. Vòng tay của Nhã Nhã giống hệt chiếc bà nội tặng cho mình. Sao bà nội có thể tặng nổi một chiếc vòng quý như vậy chứ? Chắc chắn là hàng giả, bị phát hiện ra thì toang mất. Khương Sở Sở, không phải cô là phu nhân của Kỷ tổng sao? Mau cho chúng tôi xem cô đang đeo món trang sức tầm cỡ thế nào đi. Tôi không có đeo gì hết. Cô né tránh cái gì? Sao trên tay Khương Sở Sở cũng có một chiếc vòng Yên Lung nè? Cả thế giới chỉ có một chiếc thôi cơ mà. Rốt cuộc của ai mới là thật hả? Yên Lung thật đã được tỷ phú bí ẩn mua đấu giá từ lâu. Khó khăn lắm mình mới làm nhái được một chiếc với giá cao. Chiếc vòng này sao có thể là thật được? Khương Sở Sở, cô tưởng đeo một chiếc vòng ngọc giả rồi diễn một màn kịch là thành phu nhân của Kỷ tổng thật sao? Ông chồng đó của cô chỉ là trợ lý quèn thôi chứ gì. Các bạn ạ, các bạn vẫn chưa biết nhỉ, chồng của Khương Sở Sở mạo danh tỷ phú Kỷ tổng. Tôi mạo danh Kỷ tổng? Khương Sở Sở, cô với chồng cô ham hư vinh quá rồi đó. Khương Sở Sở, cô có biết thầy Từ An căm ghét nhất là hàng nhái không? Nếu vẫn không chịu khai chiếc vòng ngọc này của cô từ đâu ra thì hãy đợi bị truy cứu đi. Nếu nó là bà nội tặng, ngộ nhỡ họ truy cứu thì bà nội phải làm sao đây? Cô nói vòng của tôi là giả, vậy vòng của cô là thật à? Dĩ nhiên vòng của tôi là thật. Mặc dù tôi chưa bao giờ thấy chiếc Yên Lung huyền thoại như ngọc mở cừu thượng hạng, có màu sắc hòa nhã, độ thấu quang mạnh, trong khi vòng của cô hoàn toàn không có phản ứng thấu quang với ánh sáng. Hình như là thế, đúng là không có phản ứng thấu quang. Phản ứng thấu quang gì chứ? Ánh sáng ở đây lờ mờ thì nhìn được gì? Hàng nhái có giống thật đến mấy cũng không thể mô phỏng được cảm giác trơn láng tương tự như dầu của ngọc mỡ cừu thật. Cô có dám đưa vòng ngọc của cô cho tôi xem không? Nhã Nhã, cô cứ cho cô ta sờ thử đi, cho con ranh láo tét này thua tâm phục khẩu phục. Nó mà sờ thì lộ mất. Cô là cái gì chứ? Một đứa hèn mọn từ trong trứng cũng xứng được sờ vòng ngọc của tôi à? Bây giờ tôi sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát, xem tới đó cái miệng của cô còn có cứng thế này được không. Buông tôi ra! Buông cô ấy ra! Bỏ cái tay bẩn thỉu ra cho tôi! Sao anh lại ở đây? Anh không yên tâm về em. Sao lại thành ra như vậy rồi? Mọi người nhìn nè! Mọi người xem nè! Đây chính là ông chồng vô dụng mạo danh Kỷ tổng của Khương Sở Sở. Nghe nói là một trợ lý tổng giám đốc. Cái loại gia đình bần cùng đặt đồ ship cũng phải gom vô trợ như anh ta cũng mua được vòng tay ngọc mở cừu đỉnh của chớp sao? Trên người toàn là hàng phách, đúng là nồi nào úp dung nấy mà. Vợ anh ta đeo hàng giả, anh ta cũng không thể thoát được trách nhiệm. Ai nói vợ tôi đeo hàng giả? Vợ anh không đeo đồ giả? Chẳng nhẽ là Nhã Nhã nhà chúng tôi đeo đồ giả sao? Tức cười ghê. Phục vụ, mang một cốc nước sôi lên đây. Ngọc mỡ cừu giả sẽ bị dở ở nhiệt độ cao, còn ngọc thật sẽ không xảy ra phản ứng gì. Lâm Nhã, cô có dám thả chiếc vòng trên tay cô vào trong này không? Tôi là mẫu cho cô nha. Thả thật à? Ngộ nhỡ, tin anh đi. Lâm Nhã, tới lượt cô rồi. Lừa ai chứ, nước nóng thật sự có thể kiểm tra ngọc thật à? Nhã Nhã, cô thả vòng vào đi, để hai kẻ quê mùa đó triệt để bỏ cuộc đi. Cô im mồm. Sao, cô không dám à? Ai nói tôi không dám hả? Hôm nay tôi sẽ cho các người xem rốt cuộc của ai mới là giả. Tôi không tin một cốc nước nóng có thể kiểm tra ra cái gì. Ôi trời, sao vòng tay của Nhã Nhã bị dở vậy? Còn vòng tay của Khương Sở Sở lại không bị gì hết. Chẳng lẽ vòng tay bà nội đưa mình là thật sao? Sao bà nội lại có chiếc vòng tay ngọc mở cừu Yên Lung thượng hạng thế này? Cái này về tôi sẽ nói với cô sao? Nếu vòng tay của Khương Sở Sở là thật thì vòng tay của Nhã Nhã cô chính là giả rồi. Ai thật ai giả nhìn là biết ngay. Là giả, đều là giả hết. Vòng tay của Khương Sở Sở cũng là giả. Mọi người nghĩ xem, hai kẻ bần cùng như họ sao có thể mua được tác phẩm của bậc thầy Dư An chứ? Nhưng vòng tay của Khương Sở Sở gặp nước nóng cũng không hề hấn gì, nhìn là thấy ngay độ cứng độ dày, đều là ngọc thật cao cấp. Tôi nói là giả, chính là giả. Cô, nhà chúng tôi kinh doanh ngọc thật phân khúc cao cấp, sao có thể không phân biệt được ngọc thật hay ngọc giả hả? Vòng tay của Khương Sở Sở chính là giả. Lâm Nhã, cô còn muốn đặt điều nữa? Tôi đã điều tra rồi.
Nhà cô chỉ là mở một trung tâm bán buôn nhỏ, đồ bán ra chỉ 10-20 đồng một cái, đều là hàng fake và hàng kém chất lượng. Anh nói vậy? Tôi không muốn biết chuyện nhà cô. Giờ có làm dở chiếc vòng tay giá trị 300 triệu của vợ tôi rồi, cô đền thế nào đây? Phải đó, Yên Lung là ngọc mở cừu thượng hạng có giá trị liên thành, sao có thể bị hủy đi thế này được? Đúng đó, đây là tác phẩm tự hào nhất của bậc thầy Từ An. Lôi cô ta ra ngoài, đưa đến đồn cảnh sát cho tôi. Anh đừng có lại đây. Bạn trai tôi là thành viên ban giám đốc của kỹ thị, các người ai dám động vào tôi? Vậy sao? Tôi thấy rất tò mò là thành viên ban giám đốc nào của kỹ thị lại rất ngạo mạn như vậy. Phách lối thật đó. Để tôi xem là ai dám động đến bạn gái của Tiêu Vũ tôi đây. Sao hả? Không muốn sống ở Long Xuyên nữa rồi à? Thế à? Tiêu Tổng à? Anh phách lối thật đó. Kỷ Tổng. Kỷ Tổng. Kỷ Tổng. Chồng của Khương Sở Sở đúng là Kỷ Tổng à? Không thể nào, rõ ràng là tôi nghe anh tự nói bản thân mình là giả mạo mà. Ấy da, Tiêu Tổng. Tôi chỉ là trợ lý của Kỷ Tổng, anh không cần phải khách sáo thế đâu. À, đúng, trợ lý Kỷ. Tôi thấy trợ lý Kỷ đến, lại cứ tưởng là Kỷ Tổng tới rồi đó. Không phải là nhận nhầm người rồi sao? Hóa ra là vậy, hai kẻ bừng cùng các người. Cô cắm miệng cho tôi. Tiêu Vũ, anh dám đánh tôi hả? Chỉ là một trợ lý tổng giám đốc, anh sợ gì hả? Đồ ngu, anh ấy. Trợ lý Kỷ là cánh tay đắc lực của Kỷ Tổng đó. Đắc tội với anh ấy thì ngang đắc tội với Kỷ Tổng đó. Tôi thấy là cô không muốn sống ở Long Xuyên nữa rồi hả? Tôi, Kỷ Tổng, tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi. Sở Sở, dòng tay của cô, tôi sẽ nghĩ cách. Đắc tội với Kỷ Tổng, tôi không thể sống được ở Long Xuyên nữa. Để tình chúng ta là bạn học, cô nói đỡ cho tôi mấy câu đi. Cô bảo tôi làm gì cũng được, bảo tôi sửa tiếng chó cũng được, tôi sửa cho cô xem. Đủ rồi Lâm Nhã, tất cả những chuyện hôm nay đều là do bản thân cô tự chuốc lấy, tôi cũng không giúp cô được. À, trợ lý Kỷ, anh yên tâm, tôi với con ả này không có chút liên quan gì hết. Anh muốn xử lý cô ta thế nào cũng được, từ giờ trở đi tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Anh yên tâm, tôi đảm bảo sẽ đưa cô ta rời khỏi Long Xuyên, sau này sẽ không để anh nhìn thấy cô ta nữa. Bà xã, chúng ta đi thôi. Trợ lý Kỷ đi thông thả à? Kỷ Mộ Bạch, anh thành thật nói cho tôi biết, rốt cuộc anh là ai hả? Thật sự chỉ là một trợ lý nho nhỏ thôi sao? Đương nhiên rồi. Vậy tình huống hôm nay anh giải thích thế nào hả? Tại sao một thành viên ban giám đốc lại cung kính hết mực với một trợ lý nho nhỏ như anh? Khoa trương quá mất mà. Dù gì thì bình thường tôi cũng hay qua lại bên cạnh Kỷ Tổng, tùy ý nói mấy câu có thể ảnh hưởng anh ấy rồi. À, tôi biết rồi. Giống như thái giám bên cạnh hoàng thượng á hả? Cũng gần vậy. Anh nói thật đó à? Đương nhiên là thật rồi. Không thì cô nghĩ là gì hả? Quay phim truyền hình chắc gả bừa cho một người, lại chính là tỷ phú luôn. Ít mơ giữa ban ngày đi. Cũng đúng. Vận may của tôi kém như vậy, sao có thể lấy được tỷ phú chứ? À đúng rồi. Vậy chuyện vòng ngọc là sao? Đương nhiên cũng là giả rồi. Chiếc của Lâm Nhã là hàng fake nước một. Chiếc của bà nội đưa cô là hàng super fake, chất lượng cao hơn một chút. À, kiến thức đã được tiếp thu. Quá ra hàng giả cũng phân đẳng cấp nữa à. Alo bà nội. Thằng ranh này đăng ký xong chưa? Mau về cho bà xem nào. Đẹp đôi quá. Sở Sở à, có bà nội ở đây, cái thằng ranh Mộ Bạch này không dám bắt nạt cháu đâu. Hôn lễ thì cháu thích kiểu Tây hay kiểu Trung? Nếu tổ chức hôn lễ thì càng khó thoát khỏi cô này. Cháu... Bà nội, chuyện hôn lễ không gấp. Cháu nghĩ cứ từ từ chuẩn bị cho Sở Sở một bất ngờ. Cháu đều nghe Mộ Bạch à? Cái thằng răng này rốt cuộc thông suốt rồi. Được, nghe cháu. Nhưng chuyện hôn lễ phải sắp xếp trước đi. Dân, bà nội, tối nay ở lại chỗ bà. Phòng tân hôn đã bố trí xong rồi, cứ yên tâm mà ở nha.
chúng ta... Tôi vì muốn dỗ cho bà vui vẻ nên mới kết hôn với cô. Thế nên cô không cần ôm những suy nghĩ không thực tế với tôi. Đợi cô có người thích rồi, chúng ta có thể ly hôn bất cứ lúc nào. Hóa ra vừa rồi là anh đang diễn. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm phiền anh đâu. Tôi không muốn để bà nội thất vọng. Trước khi chính thức ly hôn, mong cô có thể phối hợp giả làm một cặp vợ chồng yêu thương đông đầy trước mặt bà nội. Tôi cũng không muốn bà nội thất vọng. Cô, bà nội đang nhìn trộm kìa. Coi như là có hy vọng được bế chắc rồi. Vậy ha. Tôi đi ngủ trước đây. Sở Sở đêm qua mệt nhọc như vậy, thằng ranh cháu cũng chẳng quan tâm gì hết. Còn con mau gấp đồ ăn cho Sở Sở đi. Bà nội, cháu không mệt nhọc chút nào cả. Đêm qua cháu ngủ rất ngon. Bà xã, đêm qua em mệt nhọc rồi, em ăn nhiều chút nha. Để lau miệng cho em. Thích cái này không? Lấy cho em cái này ăn nha. Em tự lấy, em tự lấy. Thế mới đúng chứ. Các cháu từ từ ăn nha. Bà ra ngoài tập thể dục. Dạ, vâng ạ, bà đi từ từ thôi. Diễn thôi mà, phải tròn vai chứ. Tôi ở Minh Diễn số 1, cô dọn qua đó đi. Chi phí sinh hoạt có thể dùng tiền trong thẻ này. Kỹ tổng, xe đã đến, đậu ở tầng dưới rồi. Tôi đi làm trước đây, hay là để em đưa anh đi? Không cần đâu. Dù gì em cũng đi làm ngang qua tập đoàn Kỷ Thị mà. Đi thôi, không là đều đến muộn đó. Đi nào. Được rồi. Khương Sở Sở đưa tôi đi. Anh đi phía sau cô ấy. Đi theo phía sau Kỷ Tổng. Mù à, đâm con xe mới của tôi thành thế này. Trương Nguyên, tôi nói mà, hóa ra là sau chỗ nhà cô, Khương Sở Sở. Nè hè, vẫn còn ở bên cạnh tay chồng bần cùng này à. Anh yêu, cô ta chính là bạn gái cũ nghèo kiết xác của anh à. Các người đâm vào xe tôi rồi, định đền thế nào đây? Rõ ràng là hai người đâm từ phía sau. Mà vết xước này, nhìn một cái là biết từ lâu lắm rồi. Lại còn định lừa bọn tôi à? Tôi nói cho các người biết, tôi lái Maybach này. Hôm nay không có 600 nghìn thì các người đừng hòng đi. Lại còn dùng thủ đoạn kém cỏi thế này đi lừa đảo. Tôi khuyên các người tốt nhất là đừng có phiền nhiễu chúng tôi đi làm. Nếu không, các người nhất định sẽ phải hối hận đó. Khương Sở Sở, cái gã chồng nghèo kiết xác này của cô, cái khác thì không được, chứ phong bà thì đúng là khá lắm đó. Vest Maserati hạng sang của người ta là phải đi Ý để may đo theo thông số bản thân. Mấy người đã ra nước ngoài bao giờ chưa? Ra nước ngoài nổi gì chứ. Em thấy e là cả máy bay cũng chưa từng thấy đó. Còn bộ vest này chắc không phải là thức suốt đêm để may bằng máy may đó chứ. Đừng có động vào chồng tôi. Chúng tôi mặc gì thì liên quan gì đến cô chứ. Cái đó của anh ta không phải giống với chiếc Vacheron Constantin trị giá 360 triệu của tỷ phú Kỷ Tổng sao? Nghe nói chiếc đồng hồ đó là được thiết kế riêng dành cho Kỷ Tổng. Cả thế giới chỉ có một chiếc thôi. Anh là... Anh mua được ở sạp nào vậy? Giả cũng giống lắm. May là hai kẻ ngốc này không nhìn ra đây là hàng thật. Khương Sở Sở, mắt cô đúng là mù mà. Tìm được một người nghèo kiết xác như vậy à, sau này không có tiền thì đừng có đóng giả người có tiền. Bị người ta móc mẻ thì giả mặt lắm. Chồng tôi không phải kẻ vô dụng, cũng không phải tên là A đâu. Chồng tôi tên là Kỷ Mộ Bạch, là trợ lý bên người được coi trọng nhất của Kỷ Tổng.
Hóa ra chỉ là một trợ lý cỏn con. Cô ta mờm cái gì chứ? Còn tưởng là cô lấy được kỹ tổng cơ đó. Cái loại lăng loạn như cô ta sao có thể lấy được kỹ tổng chứ? Cô ta ấy à, chỉ xứng lấy loại bần cùng giả tạo, nghèo ký xác, còn đeo đồng hồ phát để phong bạc nữa chứ. Nói thôi thì thôi, anh lại dám nói chồng tôi. Hôm nay tôi liều mình với anh. Sở Sở, Sở Sở, đừng so đo với hạng người như họ. Tiền tôi có thể đưa cho các người, nhưng hy vọng các người đừng hối hận. Không thể đưa tiền cho họ được, rõ ràng là họ lừa chúng ta mà. Không sao. Tin anh đi, Khương Sở Sở, chồng cô đọc nhiều truyện tổng tài bá đạo quá rồi à, lại còn bảo tôi sẽ hối hận. Hôm nay tôi chờ ở đây xem anh làm thế nào khiến tôi hối hận. Không thể đưa tiền cho họ, chúng ta nào có nhiều tiền như vậy chứ. Chuyện tiền thì để anh nghĩ cách, em sắp đi làm muộn rồi, đừng vì loại người này mà làm lỡ chuyện của chúng ta. Bần cùng chính là bần cùng, lấy ra 500.000 mà lề mề chậm chạp, thế này còn được chứ. Sao bên chuyển khoản lại là tập đoàn Kỷ Thị nhỉ? Anh cũng họ Kỷ, rốt cuộc anh là ai hả? Tôi đã nói lát nữa sẽ khiến hai người hối hận. Lỗi quá, lại dùng tài khoản công ty để chuyển tiền cho cô ta. Kỷ Mộ Bạch, lẽ nào anh là Sở Sở à? Thật ra vừa rồi anh tìm Kỷ tổng xin ứng lương trước. Cũng đúng, cái dạng nghèo ký xác như họ sao có thể có quan hệ với Kỷ tổng chứ. Dù anh có làm giả quần áo với đồng hồ giống thật hơn nữa thì cũng khó che được cái mùi bần cùng nghèo hèn trên người. Trương Nguyên, lúc trước đúng là tôi mù nên mới ưng anh mà. Anh chờ đó cho tôi, bà đây hôm nay sẽ cào rách mặt cái đồ khốn vô liêm sỉ nhà anh. Sở Sở, Sở Sở, tiền tôi đã đưa cho các người rồi, còn không mau biến đi. Đúng là loại đàn bà đánh đá không ra gì mà. May là ông đây đã đá cô rồi, mới có thể tìm được Tử Nguyệt xinh đẹp giàu có hơn cô. Được rồi anh yêu, đừng phí thời gian với họ nữa, chúng ta đi trước đi. Bye bye nha, cặp vợ chồng bần cùng. Các người đừng có chạy, các người có giỏi thì chớ có chạy. Kỷ Mộ Bạch, bỏ tôi ra. Họ dựa vào đâu mà lấy tiền của chúng ta hả? Sở Sở, cô tin tôi đi, họ mang tiền đi thì tôi sẽ để họ phải mang về. Nghĩ cách để bị họ đâm vào. Đâm đi. Cô xem, họ cũng đâm xe rồi. Qua xem. Sao lại đâm nữa rồi? Các người làm sao vậy? Nhìn đi, đâm xe tôi thành thế này. Đây là Rolls Royce bản cao cấp đó. Cản trước 400.000, đèn pha 800.000, tổng cộng là 1.2 triệu. WePay hay là Alipay đây? Đền đi. Anh không có mắt à? Lúc tôi quay xe, anh dừng xe ở phía sau, lại còn có mặt mũi đòi tiền chúng tôi à? Đây không phải trợ lý hàng sao? Ây da, tình tiết quen thuộc thật đó Trương Nguyên. Trợ lý hàng, tôi nhớ không nhầm thì chiếc Rolls Royce này là chiếc Kỷ tổng thích nhất phải không? Đúng đó. Hôm nay nếu các người không đền tiền, tập đoàn Kỷ Thị có thể kiện chết các người đó. Chúng ta không thể đắc tội với Kỷ tổng đâu, mà bồi thường thôi. À, em yêu, tài khoản anh không có tiền, em cho anh mượn 1.2 triệu trước đi. Cái đồ bỏ đi này. Đi mau. Đây gọi là ác giả ác báo đó. Đi thôi Mộ Bạch, chúng tôi đi làm đây. Bye bye trợ lý hàng. Tôi đến nơi rồi. Cô về đi làm đi. Bữa tối mấy giờ anh tan làm? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới nhà anh. Anh muốn ăn gì tôi nấu cho. Cô ấy muốn giữ chặt trái tim mình thông qua dạ dày ư? Tối nay tôi tăng ca, không về nhà. Cô không cần mất công lấy lòng tôi đâu. Tôi sẽ không thích cô đâu. Tôi lấy lòng anh à? Cái đồ tự luyến này. Không ăn thì thôi, mình có thời gian đi làm thêm. Kỷ tổng, đây là báo cáo doanh thu tháng này của các trung tâm thương mại thuộc công ty chúng ta. Kỷ tổng cuồng công việc, chắc chắn tối nay phải tăng ca xem hết chỗ báo cáo này rồi. Buổi tối mấy giờ anh tan làm vậy? Hôm nay là ngày đầu tôi tới nhà anh. Anh muốn ăn gì tôi nấu cho. Cô ấy nấu một bàn thức ăn đợi mình. Không về cô ấy sẽ buồn gì? Mấy giờ rồi? Gần 8 giờ. Tan làm.
Hả? Kỷ tổng làm sao vậy ta? Cuồng công việc mà lại phá lệ lần đầu không tăng ca. Tan làm. Đúng là lừa đảo. Còn nói là ở nhà đợi mình nữa. Sắp 9 giờ rồi vẫn chưa thấy. Alo, Khương Sở Sở, cô ở đâu vậy? Anh nói gì hả? Nào, Tiểu Khương, làm một ly. Ra ngoài, rủ chèn, chung chả với thằng khác sau lưng mình à? Đúng là một con nhỏ không an phận mà. Soạn cho tôi một tờ đơn ly hôn. Tôi muốn ly hôn với con nhỏ đào mỏ Khương Sở Sở kia. Cúp máy rồi. Xin lỗi nha, tôi không uống. Nè, Sở Sở, cậu Tiêu vừa gọi điện bao một phòng. Đến lúc đó cô hãy phục vụ cho chu đáo. À phải rồi, cậu Tiêu là người thừa kế cho nhà họ Tiêu, đại gia ở Long Xuyên. Cậu ấy với Kỷ tổng là anh em thân thiết, nhất định không được mắc sai sót đâu. Dân thưa quản lý. Ôi chào, hiếm thấy mụ bệt. Bình thường gọi anh cũng không đi, thế mà hôm nay lại chủ động rủ bọn tôi đi uống. Mụ bệt, nghe nói bà nội anh ép anh cưới vợ. Chị dâu đâu? Dắt đi cho bọn này gặp giới. Phải đó, bớt tào lao đi. Không uống thì quýt. Uống uống. Em sai rồi anh ạ. Tôi cạn ly này. Mụ bệt, tôi cũng uống. Xin chào cậu Tiêu, đây là đồ uống của anh. Kỹ mụ bệt. Thì ra là cô ấy làm thêm ở quán rượu. Vừa gọi qua điện thoại, mình hiểu lầm cô ấy rồi. Sao anh lại ở phòng bao của cậu Tiêu vậy? Hai người quen nhau à? Tôi là vợ của anh ấy. Mộ Bạch, anh đừng sợ. Cậu Tiêu, tại sao anh lại ép chồng tôi uống rượu hả? Tôi... À ha. Không sai, anh ấy ép anh uống rượu. Tôi ép anh uống rượu hả? Kỷ Mộ Bạch anh. Cậu Tiêu, tôi chỉ là trợ lý của Kỷ tổng, thật sự không muốn nổi. Anh đừng ép tôi nữa. Thằng này không nói cho vợ biết lý lịch của nó à? Lẽ nào Mộ Bạch muốn thử lòng chân thành của vợ nó sao? Thế thì chúng mình cũng giúp nó một tay. Không uống với tôi thì trả tiền. Cô là vợ nó chứ gì. Thằng này nợ tôi một khoản tiền. Cô nói xem làm thế nào đây? Nợ tiền? Sao vậy? Anh làm gì mà nở nhiều vậy? Hai thằng này diễn tuồng gì vậy? Anh ấy nợ các em bao nhiêu vậy? Tôi sẽ trả. Cô ấy sẵn sàng trả nợ cho mình sao? 500.000 tệ. 500.000 tệ? Ừ. Chúng tôi tạm thời không có nhiều tiền như vậy. Trả góp có được không hả? Được. Nhưng tôi có điều kiện. Cô phải uống cạn ly rượu này trước, rồi tôi mới đồng ý cho cô trả góp. Đúng. Nếu không uống được thì hôm nay nó đừng hòng ra khỏi đây. Trong tình huống này, cô ấy vẫn sẽ giúp mình bất chấp sao? Các anh nói phải giữ lời đó nha. Tôi uống. Cứng vậy ta. Giúp người chồng nợ nần uống rượu mạnh, tình yêu đích thực đây sao? Phải vậy chứ. Không được uống nữa. Tôi chưa uống hết mà. Cô bị ngớ ngẩn à? Họ nói gì cô cũng tin à? Bảo cô uống thì cô uống. Vậy nếu như tôi không uống, họ có tha cho anh không? Tôi đâu thể dương mắt nhìn anh bị ức hiếp được. Ngốc nghếch. Hình như họ không đuổi theo. Chúng ta đi mau. Sao mặt Đức nhấp nhô vậy nè? Hả? Anh yêu của em sao mà đẹp trai vậy nè?
Here's a little song I learned it from the wind, heard it on the wind last night. Kỹ tổng đến rồi. Phu nhân say khướt như vậy, hay là tôi cõng cô ấy lên? Không cần. Vợ của tôi tự cõng. Không phải đòi ly hôn sao? Sao kỹ tổng dịu dàng như vậy? Thay đổi như thời tiết vậy? À phải rồi, mua cặp nhẫn cưới phiên bản giới hạn của Bugatti đi. Tôi muốn tặng cho Sở Sở. Dân kỹ tổng. Đây là đâu vậy? Tỉnh rồi à? Chúng ta sắp đến nhà rồi. Nhà? Tôi không về nhà đâu. Tôi phải đi tranh rau quả hạ giá đây. Tới luôn. Sở Sở. Sở Sở, em làm gì ở đây vậy? Đóng cửa rồi. Hết mất rau quả hạ giá của tôi rồi. Ngày mai anh lại đến cùng em ha. Giờ chúng ta về nhà thôi, được không? Tôi không cần. Tôi muốn rau quả hạ giá của tôi cơ. Hết sạch rau quả siêu to khổng lồ của tôi rồi. Đừng khóc. Sở Sở đừng khóc. Bây giờ anh sẽ nghĩ cách. Alo, chủ cửa hàng tiện lợi rau quả Trung Minh phải không? Tôi muốn mua lại cửa hàng của anh. Thần kinh à, nửa đêm nửa hôm ai đợi lại gọi giờ này? Có việc gì ngày mai nói. 1 triệu tệ. Mua cửa hàng của anh với giá 1 triệu tệ. Trong vòng 5 phút tôi muốn anh có mặt ở đây. 1 triệu tệ. Tôi đến ngay đây. Kỹ tổng, đây là chìa khóa siêu thị à? Vậy sao siêu thị này là của anh rồi? Sở Sở đừng khóc. Rau quả hạ giá của em có ngay đây. Tất cả là của em luôn. Lấy thoải mái nha. Rau quả của tôi. Vậy rồi à? Chúng ta... Tối hôm qua đã cướp siêu thị hả? Em quên rồi à? Tối qua em dẫn anh đến siêu thị cướp rau quả hạ giá. Mau lại đây ăn sáng nè. Xin lỗi anh nha. Nết uống rượu của em tệ lắm. Lát nữa em sẽ mang đi trả hết. Tại sao chứ? 500.000 tệ kia kìa. Mình phải mau mau tiết kiệm tiền trả cho cậu Tiêu chứ. À đúng rồi. Đây là thẻ chi tiêu gia đình lúc trước anh đưa cho em. Em không có dùng tới, anh cầm nó trước đi. Mà mau trả tiền cho cậu Tiêu. Số tiền còn lại chúng ta cùng nhau tìm cách vậy. Sở Sở, thật ra anh... Alo bà nội, sao vậy ạ? Nếu Sở Sở biết mình gạt cô ấy, chắc chắn sẽ rất tức giận. Đợi nghĩ ra lời giải thích ổn hơn rồi thú nhận tất cả với cô ấy. Bà nội, cháu dâu đến rồi. Nào, cùng bà nội đi uống trà chiều ha. Ê, bà nội ơi, bà không định đến khách sạn Á Nguyên to nhất Long Xuyên uống trà chiều đó chứ? Đúng là ở đây mà. Hả? Đi. Mụ già này, bà không có mắt à? Hả? Khương Sở Sở, sao lại là cô thế? Khương Sở Sở, sao cô cứ như cô hồn ở đâu cũng có mặt vậy? Còn dẫn theo bà nội chồng của cô nữa. Khách sạn này của anh chắc. Anh đến được thì tôi cũng đến được. Khương Sở Sở,
Không phải cô chưa quên được anh Nguyên nhà chúng tôi cố tình theo đuổi đó chứ? Ai mà thèm chứ, cái loại bám váy phụ nữ như cậu ta, vừa không có sắc vừa chẳng có tài, được cái nước gì mà cháu dâu tôi phải tơ tưởng? Mụ già muốn chết à? Anh làm gì hả? Nói cho anh biết, anh mà dám động vào bà tôi là không xong với tôi đâu. Chúng ta đừng có phí thời gian với loại thất học vô văn hóa này, kẻo ảnh hưởng đến tâm trạng uống trà chiều của chúng ta đó. Trà chiều? Không phải hai người định uống trà chiều ở khách sạn Á Nguyên này đó chứ? Phải đó, thì sao? Liên quan gì đến cô hả? Khương Sở Sở, cô tính tứ mà không tìm hiểu cho rõ. Nhà hàng trong khách sạn Á Nguyên theo hình thức đầu bếp riêng, chỉ tiếp đãi người có tài sản trên chục triệu tệ. Như các người đến rửa bát cho người ta, họ cũng cười cho thối mặt. Uống trà chiều gì chứ? Theo em thấy, hẳn là đến khách sạn giở trò gì đó quốc tớt nói ra ngượng mồm nên mới kiếm cớ thôi. Ý cô là gì hả? Ý tôi là cô đến khách sạn kiếm đàn ông để bán. Cháu dâu của bà đánh hay lắm. Cái con ranh mạc hạng, cô dám đánh tôi à? Tôi đánh cái mõm chó không mọc ra được ngà voi của cô đó. Cô Trương Nguyên, anh chỉ nhìn nó đánh em thôi à? Em yêu, xin lỗi em, anh không ngờ cô ta đánh em thật. Lần sau anh nhất định sẽ chú ý. Khương Sở Sở, cô bị tôi nói trúng tim đen, thẹn quá, quá giận chứ gì. Tôi đoán mụ già sống dai này ra ngoài dắt mối cho cô. Mụ già, nhà bà nghèo đến mức nào mà phải dựa vào cháu dâu ra ngoài kiếm tiền hả? Tôi lịch sự với cô quá rồi hả? Vừa rồi tôi không chú ý, để cho cô thành công, cô thử nhúc nhích nữa xem. Sở Sở, bà nội. Khương Sở Sở, hôm nay nếu cô không quỳ xuống lạy lục xin lỗi tôi, tôi sẽ khiến cô cùng bà nội vô tích sự của mình nằm thẳng cẳng ở đây. Đừng có hồng. Sở Sở đừng quỳ, tôi không tin. Các người làm gì được tôi? Mụ già sống dai kia không cho cháu dâu bà quỳ chứ gì. Được, thế thì bà lạy cho tôi. Bà nội, thả bà nội ra. Bà nội, bà ơi, bà sao thế? Bà sao rồi bà nội? Bà sao rồi? Thuốc ở trong túi. Dám đẩy tôi à? Tôi cầu xin cô, bà nội tôi bị bệnh tim, không uống thuốc bà sẽ chết mất. Mụ già sống dai, chết thì chết thôi, có làm sao đâu. Thuốc. Mụ già còn đòi uống thuốc hả? Bà chết đi. Dừng tay. Trợ lý Hàn. Lão phu nhân. Bà nội. Bà nội, bà có sao không? Có biết cái người đã chọc vào ai không? Hôm nay mà lão phu nhân có mệnh hệ gì, các người gộp hai mạng lại đền cũng không đủ đâu. Lão phu nhân, chúng ta đi. Mụ già này không có địa vị cao thật đó chứ, làm cho trợ lý Hàn hốt hoảng thế cơ. May mà đưa đến kịp thời, không có gì đáng ngại. Cảm ơn bác sĩ. Đừng có cuốn lên thằng ranh này, bà không sao hết. Bà còn đang đợi bế chát nội đây. Em xin lỗi, tại em không bảo vệ được bà. Cháu khờ quá, sao có thể là lỗi của cháu được. Sở Sở, chuyện này không trách em đâu. Muốn trách phải trách cái đám ức hiếp em và cả bà nội nữa. Sở Sở, em ra ngoài trước, đi lấy thuốc bác sĩ kê cho bà. Vâng, em đi liền. Bà nội, đứa ức hiếp bà và Sở Sở tên là bà Tử Nguyệt, thiên kim nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch cực kỳ quan trọng với các dự án thu mua ở nước ngoài của Kỷ Thị, tạm thời cháu chưa thể đụng đến họ được. Bà nội, cháu xin lỗi, phải đặt công ty lên hàng đầu. Bà nội không sao, bà chỉ thương Sở Sở bị chúng nó dù không bắt nạt. Bà cứ yên tâm, sau khi dự án thu mua ở nước ngoài kết thúc, cháu nhất định sẽ trút giận cho hai bà cháu. Có phải vừa rồi cháu cố tình tách Sở Sở ra không? Khi nào cháu mới có thể cho Sở Sở biết thân phận thật của mình hả? Dạ.
Bà nội, việc này không phải vội. Cháu sợ bây giờ cho cô ấy biết, cô ấy giận lên sẽ bỏ cháu. Cũng phải. Nhưng Sở Sở là đứa ngoan hiền, cháu nhất định phải trân trọng con bé. Sao lại ra ngoài vậy? Bà sao rồi? Bà nội, ngủ rồi. Anh có cái này tặng em. Sở Sở, trước đây anh hiểu lầm em nhiều, còn luôn muốn đẩy em ra xa. Sau này anh muốn cùng em. Đây là những Beragi bản giới hạn có giá 28 triệu tệ. Anh lấy ở đâu ra vậy? Anh bán thận à? Hay có khi nào anh làm chuyện gì vi phạm pháp luật không vậy? Những này là nhẫn giả thôi mà, phát nước một, kim cương giả thôi. Những này chỉ có 20 tệ à? Em nói rồi mà, anh lấy đâu ra tiền? Anh lại tiêu lung tung chứ. Anh đừng có quên chúng ta đã phải trả 500 nghìn đó. Còn nữa, sau này anh đừng có mua hàng giả để phù phiếm nữa. Dân thường có gì không tốt chứ. Được, được, được. Anh biết rồi. À phải rồi, anh vừa nói gì cơ? Mọi người chú ý nè. Mọi người đều biết là Tân Diệu chúng ta đã được Kỷ Thị mua lại. Hiện tại cần cử một nòng cốt đến Kỷ Thị học tập. Sở Sở, vị trí này không ai khác ngoài cô. Hả? Tôi? Kỷ Tổng là chồng cô mà. Sở Sở nè, đến đó cô phải ca ngợi Tân Diệu của chúng ta trước mặt Kỷ Tổng nha. Mình nên giải thích thế nào về việc này đây? Thật ra Kỷ Mô Bạch đóng giả Kỷ Tổng đây. Nhất định, nhất định mà. Không quấy rầy mọi người nữa, làm việc tiếp đi ha. Sở Sở, chiếc nhẫn của cô là nhẫn cưới Begadi bản giới hạn đó, có giá trị 28 triệu lận. Trời ơi, Kỷ Tổng thương cô quá đi. Hàng giả đó. Thật ra chồng tôi chỉ là trợ lý quen thôi à. Lần trước để giải dây cho tôi, anh ấy mới đóng giả Kỷ Tổng. Đóng giả Kỷ Tổng hả? Nói nhỏ thôi. Nếu để giám đốc biết được thì tôi đời. Chồng cô to gan quá vậy. Yên tâm đi Sở Sở, tôi nhất định sẽ giữ bí mật hộ cô. Nhưng mà cô mua chiếc nhẫn này ở đâu vậy? Làm nhái là giống thật lắm á. Tôi cũng muốn có một cái. Chuyện nhỏ, tôi bảo anh ấy mua giúp cô. Đằng nào cũng chỉ 20 tệ. Cảm ơn Sở Sở. Kỷ Tổng, đây là đơn ly hôn anh kêu tôi soạn sẵn. Ly cái con khỉ á. Tôi bảo anh soạn đơn ly hôn hồi nào. Ơ hay, tối hôm đó chính anh gọi điện nói muốn ly hôn với phu nhân. Chuyên đào mỏ còn gì. Sở Sở không có đào mỏ nha. Trước đây là tôi hiểu lầm cô ấy. Sau này tôi sẽ hết sức trân trọng cô ấy. Sở Sở còn chuyển khoản cho tôi nữa nè. Ông xã, thêm một chiếc nhẫn kim cương Ferrari 28 triệu nữa nha. Em muốn tặng cho Tiểu Linh. Sao còn ngẩn ra nữa? Không đi mua hả? Vâng. Cô Khương, mời cô ngồi. Kỷ Tổng một lát nữa sẽ đến. À vâng. Tập đoàn Kỷ Thị là công ty của tỷ phú có khác. Phòng tiếp khách cũng hoành tráng ghê. Kỷ Tổng, nồng cốt được Tinh Diệu cử đến học đang đợi anh ở phòng họp ạ. Được. Trợ lý Hàn, toan rồi, không ngờ người được Tinh Diệu cử đến lại là phu nhân. Trùng hợp ghê phu nhân. À không, cô Khương, Kỷ Tổng có việc đột xuất nên cử tôi qua tiếp đón. Người vừa mới đi qua, có ai đâu ạ? À, chắc cô nhầm rồi đó. Suýt nữa thì bại lộ rồi. Đi vào đây là nơi làm việc của phòng thiết kế. Tôi đã giúp cô lo liệu xong thủ tục vào làm. Vậy sao có việc gì cô cứ tìm tôi thoải mái. Cảm ơn trợ lý Hàn. À mà, Mộ Bạch ở đâu vậy? Anh ấy
ở văn phòng trên tầng cao nhất. Kỹ tổng sẽ tìm anh ấy bất cứ lúc nào, nên hơi bận. Xem ra có làm cùng công ty cũng không gặp được. Vậy thì tôi vào báo danh trước. Bye bye trợ lý Hàn. Xin chào mọi người, tôi là đồng nghiệp mới đến hôm nay, Khương Sở Sở. Khương Sở Sở. Xuống quẩy thật đó. Sao ở đâu cũng đụng độ cô ta vậy? Tôi mới là người nói câu đó đó. Sở Sở, vừa nãy tôi thấy trợ lý Hàn đích thân dẫn cô tới. Hai người có quan hệ gì thế? Hay là cô quen biết Kỷ Tổng hả? Là bà con với Kỷ Tổng. Loại mạc hạng như cô ta cũng xứng quen Kỷ Tổng à? Sách dép còn không đủ tư cách á. Suốt ngày xoan xoét cái miệng. Thượng đẳng, thượng đẳng. Bà Tử Nguyệt, nhà Thanh sụp đổ bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn còn phân chia giai cấp hả? Thật nực cười. Nè Sở Sở, chiếc nhẫn của cô là nhẫn cưới bản giới hạn của Berardi, giá trị hàng chục triệu đó hả? Sở Sở, chồng cô không phải triệu phú đó chứ? Kể bọn tôi biết với, đừng có giấu giếm nha. Nghèo kiết xác như cô ta mà mua được Berardi à? Hàng giả là cái chắc. À đúng rồi, chắc mọi người chưa biết hả? Cô ta là đôi giày rách không có nổi 500.000 tệ, bị bạn trai tôi đá ngay trong hôn lễ đó. Còn chồng của cô ta chỉ là trợ lý quèn thôi. Thì ra là đổ nghèo khỉ đeo hàng phét à? Nghèo mà phóng bạc nữa, đỏ vô liêm sỉ. Cái ngữ đáng xấu hổ này làm thế nào lọt vào công ty của chúng ta được chứ? Cút đi. Khương Sở Sở, chồng cô đeo đồng hồ giả, cô đeo nhẫn giả, đôi lứa xứng đôi ha. Đúng đó, nhẫn là hàng giả, nhưng là chồng tôi tặng cho tôi. Tôi đeo tấm lòng của anh ấy, chẳng có gì mất mặt á. Còn nữa, là cấp trên điều tôi đến công ty, các cô khó chịu cũng phải nín nhịn đi. Khương Sở Sở, cô vẫn chưa hiểu sao? Vì cô nghèo nên bị chúng tôi chèn ép là xứng đáng. Sau này ở Kỷ Thị, cô sẽ biết thế nào là lễ hội. Bà Tử Nguyệt, cô đừng có quát quá. Ngày mai tôi phải nộp những bản kế hoạch này đó. Tối nay cô chịu khó tăng ca làm cho xong ha. Gì của cô dựa vào đâu bắt tôi làm chứ? Cô hỏi tôi dựa vào đâu à? Dựa vào việc ba tôi là đối tác quan trọng với phòng kinh doanh của Kỷ Thị ở nước ngoài. Chỉ một câu nói của tôi có thể khiến cô và tay chồng trợ lý của cô về nhà cặp đất mà ăn đó. Tôi làm. Vậy mới được chứ. À đúng rồi, bà già vô tích sự nhà cô đã ngỡm chưa hả? Có cần gửi một bao lì xì không? Đi. Sở Sở đừng giận, phải tin là dèo gió sớm muộn gì cũng gặp bão. Tới giờ nghỉ trưa rồi, sao không đi ăn mà vẫn tăng ca vậy? Kỷ Tổng, bàn chân lặng lẽ à? Thông báo xuống, công ty không cho phép tăng ca. Giờ nghỉ trưa, phải ăn uống, nghỉ ngơi đàng hoàng. Sau này, ai mà còn tăng ca thì nộp phạt. Ngoài ra, đến khách sạn Á Nguyên, đặt một suất ăn trưa, đưa đến bàn của Sở Sở đi. Vâng. Chiều dở đến mức này, phen này Kỷ Tổng lún sâu quá rồi. Thông báo gấp qua loa, công ty có quy định mới để nâng cao hiệu suất làm việc. Các đồng nghiệp vào buổi chiều không cho phép nhân viên tăng ca vào giờ nghỉ trưa. Ai vi phạm phạt 500 tệ. Còn có quy định này nữa à? Nhưng sao giọng nói nghe quen quen ta? Thôi kệ đi, chiều rồi làm. Ăn gì giờ ta? Mì gói vậy, cho tiết kiệm. Có phải là cô Khương Sở Sở đúng không ạ? Dân tôi đây. Anh là, đây là đồ ăn đặc sếp của cô, mời cô dùng bữa. Có đặc gì đâu ta. Anh ơi, anh vô nhầm rồi nè. Tử Nguyệt, không có mắt à? Khương Sở Sở, không mau xin lỗi Tử Nguyệt đi. Nhẫn nhịn, vì công việc chưa thể trở mặt với bọn này được. Tôi xin lỗi, đứng lại.
hộp đồ ăn đang cầm ở đâu ra vậy? Chồng tôi đặt cho tôi. Làm sao? Thế à? Ai mà không biết khách hàng của khách sạn Á Nguyên đều là tài sản hàng chục triệu tệ. Vợ chồng cô làm công ăn lương mà có tiền ăn sao? Chưa kể phí ship cũng hơn cả nghìn tệ. Gã chồng trợ lý quen, lương tháng 4-5 nghìn tệ của cô có đặt nổi không? Khương Sở Sở, không phải đồ ship cô ăn trộm đó chứ? Tài sản chục triệu tệ thì cả công ty chỉ có Kỷ tổng mới đặt được hộp đồ ăn như vậy thôi. Trời đất, Khương Sở Sở, lẽ nào cô trộm đồ ăn ship của Kỷ tổng? Xấu hổ giùm cô luôn á. Đúng là chuyện gì các cô cũng nghĩ đổ lên đầu của tôi được. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không có trộm. Cô làm gì vậy? Trả đồ ăn lại cho tôi. Chồng cô đặt cho cô mà. Khương Sở Sở, có khi cô chưa bao giờ được ăn bữa nào đắt như vậy đúng không? Thế này đi, chỉ cần hôm nay cô quỳ xuống đất liếm sạch chỗ này, tôi sẽ tha cho cô, được không hả? Bà Tử Nguyệt, cô đừng bắt nạt quá đáng. Tôi bắt nạt cô đó, cô làm gì được tôi hả? Ai bảo cô không có tiền lẫn địa vị, xứng đáng bị tôi dẫm đạp dưới chân như bùn đất. Đằng nào thì cô và gã chồng sâu bọ của cô có chết cũng chẳng ai quan tâm. Dám trù hiểu chồng tôi à? Hôm nay có mất công việc này, tôi cũng phải dạy dỗ cô. Dám đánh tôi à? Giữ chặt lấy cô ta. Đánh tôi chứ gì? Tôi nói cho cô biết, hôm nay mà cô không quỳ xuống đất liếm sạch chỗ này, tôi sẽ giết cô cùng với gã chồng cô, cả mụ già sống dai bà nội cô nữa. Quỳ xuống. Dừng lại. Em không sao chứ? Các cô to gan quá hả? Dám ra tay với cô ấy. Anh là cái thái gì mà xứng ở đây quát tháo hả? Thế tôi thì sao? Trợ lý Hàn là người đi theo Kỷ tổng nhiều năm, không dây được đâu. Trợ lý Hàn, cô ta trộm đồ ăn ship của Kỷ tổng. Tôi chỉ thay mặt công ty dạy dỗ cô ta. Là tôi đặt cho Sở Sở. Hả? Vậy à? Vậy lương tháng mấy nghìn tệ của anh đặt nổi chỗ đồ ăn này hả? Khéo cả công ty này, người đặt được chỗ đồ ăn này chỉ có Kỷ tổng thôi. Anh không định nói mình là Kỷ tổng đó chứ? Chính là tôi đó. Vậy sao? Kỷ tổng? Wow, anh điên rồi à? Giả danh Kỷ tổng ở ngay đây. Giả lại, cô ta biết lai lịch của anh mà. Anh không gạt được cô ta đâu. Ý tôi là, tôi đây được Kỷ tổng bảo đặt đồ ăn ship đến đây. Đúng vậy, lúc đó tôi cũng ở bên cạnh nhìn thấy. Nghe thấy chưa, bà Tử Nguyệt? Tôi không hề ăn trộm đồ ăn ship của Kỷ tổng. Ai bảo cô lắm la lắm lét? Đương nhiên tôi nghĩ là cô ăn trộm rồi. Tôi lắm la lắm lét hả? Ngay bây giờ các cô hãy xin lỗi Sở Sở. Xin lỗi nha Sở Sở. Xin lỗi nha Sở Sở. Cô xin lỗi đi. Tôi xin lỗi cô ta. Cô ta ở đẳng cấp gì? Cô xứng à? Cô ấy là nhân viên nồng cốt được chính Kỷ tổng chọn từ công ty con đến học. Bà Tử Nguyệt, xin lỗi đi. Nể mặt trợ lý Hàn, Khương Sở Sở, hôm nay cho cô hả dạ một lần. Xin lỗi. Hả? Cô nói gì? Tôi không có nghe. Khương Sở Sở, cô đừng có làm quá. Xin lỗi, được chưa? Đợi đã. Anh còn muốn gì nữa? Lau dọn sạch sẽ chỗ này cho tôi. Tôi lau dọn à? Tôi có phải lau công đâu, sao tôi phải dọn chứ? Được. Đi thôi bà xã. Dạ. Khương Sở Sở, món nợ này sớm muộn gì tôi cũng tính sổ với cô. Vì sao tim mình lại đập nhanh thế này? Còn đau không hả? Hết đau rồi. Chỉ tiếc là chỗ đồ ăn đó đã bị bà Tử Nguyệt hất hết. Cũng không biết đồ ăn khách sạn chi tiếp đãi khách với tài sản hàng chục triệu trong truyền thuyết rốt cuộc có gì nữa. Vậy bây giờ anh dẫn em đến khách sạn Á Nguyên luôn ha. Anh tưởng anh là Kỷ tổng hả? Sở Sở, anh là Kỷ tổng đó. Đã nói rồi, khách sạn người ta chỉ tiếp khách có tài sản hàng chục triệu tệ. Hai đứa mình đi, khéo còn không được vào cổng nữa. Được rồi, ăn mì gói đi, vừa ngon lại vừa rẻ nữa. Tiết kiệm một chút,
chẳng mấy khi lại gom đủ 500.000 tệ trả cho cậu tiêu rồi. 500.000 tệ chết tiệt, phải nghĩ cách để lấp liếm và bị đặt nên mới được. Em đi mua mì gói ha. Anh thích ăn loại nào nè? Để anh đi cho. Em ở đây đợi anh, anh sẽ về ngay thôi. Em muốn ăn vị ớt ngâm. Tôi gửi mã QR cho anh, bảo người trong phòng IT làm cho tôi một đường link trúng thưởng đi. Số tiền thưởng là 1.000.000 tệ. Đây rồi. Sao giờ anh mới về hả? Em đói gần chết rồi nè. Siêu thị khá đông người. À Sở Sở, em xem bên trên này có một mã QR nè, là chương trình thắng tiền mặt đó. Chúng ta xem thử đi. Chắc chắn là giả rồi. Nếu có thể trúng giải thật thì mọi người đều đi mua mì ướp hết rồi. Với lại vận may của em kém lắm, chắc chắn không trúng đâu. Ấy đợi đã, thử chút đi mà. Dù sao cũng chẳng mất gì. Đã nói rồi mà anh không tin. Nếu có thể trúng thật thì em đã. Vải trưởng, trúng rồi hả? Tài khoản Alipay nhận được 1.000.000. 1.000.000? Trúng 1.000.000 rồi kìa. Sao có thể hả? Là giả à? Ông xã, chúng ta trúng 1.000.000 rồi. Anh đúng là ngôi sao may mắn của em mà. Vừa gọi anh là gì hả? Em xin lỗi. Nếu anh không thích thì... Thích. Sở Sở, anh thích em. Sau này cứ gọi anh vậy nha, được không? Anh ấy, đây là đang tỏ tình với mình à. Ông xã. Đúng rồi, em chuyển cho anh 500.000. Anh mau trả tiền cậu tiêu đi. Ấy không cần, đây là em tự trúng được. Anh sẽ tự kiếm tiền trả anh ấy. Cái gì mà của anh với của em chứ? Chúng ta là vợ chồng, là người một nhà mà. Với cả không có vận may của anh phù hộ, em cũng không trúng được giải thưởng lớn như vậy. Nghe lời đi. Alipay nhận 500.000 tệ. Được rồi, đi thôi ông xã. Em đưa anh đi ăn một bữa ngon thịnh soạn. Em sẽ mua cho anh một bộ vest hàng hiệu nữa, để lúc đó ai dám bảo anh mặc hàng giả nữa. Được, đi. Suýt nữa thì quên, buổi chiều còn phải đi làm nữa. Ông xã à, tan làm rồi gặp nhau nha. Rốt cuộc cũng tan làm rồi. Nè ông xã, xem bên này đi. Bộ đen này đẹp nè. Ông xã thích màu nào? Cái này hay cái này hả? Đều nghe em hết. Vậy màu đen đi. Ừ. Chào cô, bộ vest này bao nhiêu hả? 130.000 tệ. Đắt vậy à? Nhãn hàng của chúng tôi là thương hiệu hàng đầu trên thế giới. Lấy bừa một chiếc sơ mi cũng là mấy chục nghìn chứ đừng nói là một bộ vest. Không mua nổi thì mau biến ra giùm cái. Bớt ở đây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng tôi. À, trùng hợp thế. Đây không phải đôi vợ chồng nghèo kiết xác của chúng ta sao? Đây không phải đôi vợ chồng nghèo kiết xác của chúng ta sao? Cô Bạch, cô đến rồi. Hôm nay chúng tôi vừa mới về hàng mới của mùa này. Cô xem. Khương Sở Sở, cái dạng nghèo nàn đến 100.000 trong thẻ cũng không có như cô với chồng cô, mà cũng dám đến chỗ này để tiêu pha à? Ai chắc các người can đảm vậy? Chắc là Lương Tịnh Như rồi. Anh bạn à, loại đàn bà nghèo túng, xui xẻo như Khương Sở Sở lại còn là đôi giày rách, tôi chơi chán rồi chứ. Anh lấy cô ta làm vợ, đầu óc có vấn đề à, hả? Mồm miệng sạch sẽ cho tôi. Có thể cưới được Sở Sở là điều may mắn nhất đời này của tôi. Anh không có được cô ấy là anh không có phúc. Ông xã. Đủ rồi đó. Bớt ra cái vẻ yêu đương say đắm đi. Chưa từng nghe vợ chồng nghèo trăm điều đen đuổi à? Tôi muốn xem hai kẻ nghèo kiết xác của các người đen đuổi thế nào. Là vợ chồng nghèo trăm điều khổ sở. Cô bà trà, ít chữ thì đừng làm trò hề. Không sợ người ta cười đụng răng à? Nè cô, cô Bạch đừng tức giận, so đo với hai kẻ hèn kém, thiếu hiểu biết này. Không mua nổi, còn dám sờ qua, mó lại. Làm bẩn quần áo của nhãn hàng chúng tôi, hai người có đền nổi không? Bộ vest này tôi mua.
thanh toán cho tôi đi. Cà thẻ đi. Cà thẻ. Khương Sở Sở, cô giả giờ cái gì chứ? Cái loại bần cùng mua quần áo 50 tệ cho tôi trên Pinduoduo mà cũng phải mặc cả như cô. Bộ vest hơn 100.000 tệ, cô mua nổi sao? Có mua nổi hay không? Cà thẻ là biết liền. Giả lại, đối xử với súc sinh và đối xử với chồng yêu có thể giống nhau sao? Súc sinh chỉ xứng đáng mặc Pinduoduo, còn chồng yêu phải bỏ tiền mua hàng hiệu, chịu đến chết đó. Ả đê tiện, cô muốn chết à? Anh dám. Con ả này từ lúc nào lại giàu có vậy? Lẽ nào cô ta thật sự mua được bộ vest hơn 100.000? Cô còn chưa đi cà thẻ à? Không ngu xuẩn đến mức đưa tiền cho cô cũng không cần đó à? Con đã không được bán cho loại đê tiện này. Cô bán cho họ tức là hạ thấp đẳng cấp của chúng ta đấy. Cô Bạch là thiên kim nhà họ Bạch, còn là khách hàng VIP, tuyệt đối không thể đắc tội. Làm gì vậy? Không nghe thấy cô Bạch nói gì à? Loại nghèo kiết xác ở đấy xã hội như các người không có tư cách mua quần áo của nhãn hàng chúng tôi. Chúng tôi chỉ cung cấp các khách hàng cao quý như cô Bạch đây thôi. Mau biến ra khỏi đây, đỡ cho cửa hàng của chúng tôi dính phải cái mùi bần cùng trên người các người. Nè, Sở Sở. Nhân viên phục vụ nên đối xử công bằng với các khách hàng. Không ngờ trung tâm thương mại Kỷ Thị lại có loại người trên đội dưới đạp như cô. Cô không sợ tôi khiếu nại cô lên tổng công ty sao? Tôn trọng và bình đẳng là dành cho những người thượng đẳng, có tiền và có thân phận. Loại dân đen ở đấy xã hội như các người cũng đáng được tôi tôn trọng sao? Nực cười. Được, cô chờ đó cho tôi nhất định sẽ khiếu nại cô. Ai định khiếu nại nhân viên của tôi hả? Thiên kim nhà họ Bạch, trung tâm thương mại Kỷ Thị mà cửa hàng chúng tôi đang hoạt động đây có cổ phần của nhà họ Bạch. Ngàn vạn lần không thể đắc tội với cô Bạch được. Suýt nữa quên mất, trước đây để thưởng cho nhà họ Bạch vì giúp Kỷ Thị thúc đẩy dự án ở nước ngoài, đã tặng cho Bạch Kiến Quốc 5% cổ phần của trung tâm thương mại. Nếu loại quê mùa thế này cũng có thể mua quần áo của nhãn hàng các anh thì tôi cảm thấy anh không cần phải ở lại Kỷ Thị nữa. Ngày mai tôi sẽ bảo bố sa thải các người. Nhà họ Bạch chẳng qua chỉ có 5% cổ phần ở trung tâm thương mại Kỷ Thị thôi mà lại dám mặt dày to mồm ở đây à? To gan, sao anh dám nói năng như thế với cô Bạch ạ? Cô Bạch, cô yên tâm, tôi lập tức đưa hai kẻ quê mùa trước mắt cô này ra ngoài. Hai kẻ hạ đẳng, gia chạm với khách hàng tôn quý của cửa hàng chúng tôi, còn không mau biến đi. Nếu chúng tôi không đi thì sao? Các người đã không sợ mất mặt thì tôi sẽ bảo bảo vệ trung tâm thương mại kéo các người ra ngoài. Bảo vệ. Khương Sở Sở, hôm nay trợ lý hàng không có ở đây. Để tôi xem còn có ai có thể giúp cô được nữa. Người ấy mà, quý ở chỗ tự biết mình. Khương Sở Sở, loại người đê tiện như cô với chồng cô nên ở nơi mà mình thuộc về đi. Sau này đừng có tới những chỗ cao cấp thế này nữa mà tự chuốc lấy nhục. Loại người như các người cũng chỉ xứng ở đống rác nhặt nhạnh chút phế thải thôi. Ở đây là làm bẩn hết cửa hàng của chúng tôi. Kéo họ ra ngoài đi. Tôi xem các anh dám không. Kẻ nên cút ra khỏi nơi này là anh đó. Nhãn hiệu như của các người căn bản không có tư cách ở trong trung tâm thương mại Kỷ Thị. Lập tức đưa nhãn hàng James Ellicy ra khỏi trung tâm thương mại Kỷ Thị. Kéo vào danh sách đen, vĩnh viễn không tuyển nữa. Mau chuẩn bị đi, tổng công ty lập tức sẽ cho người tới. Anh giờ dịch ở đây đó à? Anh chỉ là một gã trợ lý cỏn con, giờ dịch trùm so cái gì? Anh tưởng chỉ bằng một cuộc gọi điện thoại giới dẫn của anh là tổng công ty sẽ xuống à? Khương Sở Sở, chồng cô có phải thèm tiền đến phát điên rồi không? Mau đưa anh ta đi viện đi, khám đầu óc xem. Đây không phải nơi các người mơ mộng. Quá đa là đầu óc không được bình thường. Ngay ra đó làm gì hả? Kéo họ ra ngoài. Cửa hàng trưởng Lưu. Ây da, rốt cuộc là ai đang gây sự vậy? Xin lỗi, giám đốc Từ kinh động đến anh rồi. Ở đây có hai người gây sự, tôi lập tức đuổi họ ra ngoài. Kỷ tổng. Nhận nhầm người rồi, giám đốc Từ. Đây chính là hai kẻ đầu óc không được bình thường đến gây sự à? Câm miệng. Cái thứ có mắt không trồng, trung tâm thương mại Kỷ Thị sao lại có loại vô dụng như cậu vào đây chứ? Hạn chế nhãn hàng của các cậu trong vòng một tiếng đồng hồ dọn ra khỏi trung tâm thương mại đi. Tại sao vậy giám đốc Từ? Vì các người đắc tội với Kỷ tổng. Kỷ tổng.
Rốt cuộc anh đóng giả kỹ tổng bao nhiêu lần rồi vậy? Sao ai cũng coi anh là kỹ tổng thật vậy? Bà xã ngốc, vì anh chính là kỹ tổng thật đó. Kỹ tổng? Anh nhận nhầm người rồi. Anh ta chỉ là một trợ lý thôi, sao có thể là kỹ tổng được? Nghe thấy chưa, giám đốc Từ, anh đừng nhận nhầm người. Tôi chỉ là trợ lý của kỹ tổng thôi. Xem ra kỹ tổng không muốn để người khác biết thân phận của mình. Anh xem đi, giám đốc Từ, nhận lầm rồi. Anh ta không phải kỹ tổng. Nhãn hàng của chúng tôi có phải cũng không cần đi nữa không? Tổng công ty đã thông báo muốn các người rời đi. Chuyện này tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Lẽ nào kỹ tổng giúp bọn họ? Thật không ngờ kỹ tổng lại rất coi trọng gã trợ lý cỏn con này. Cô Bạch, vừa rồi là cô bảo chúng tôi đuổi họ đi. Chúng tôi đã thỏa mãn yêu cầu của cô rồi. Cô không thể bàng quan như vậy được. Phải đó, cô Bạch, nhà cô không phải là có cổ phần ở trung tâm thương mại sao? Xin cô hãy cứu chúng tôi chứ. Bà Tử Nguyệt, không phải vừa rồi cô lợi hại lắm sao? Mau cứu họ đi. Phải đó, cô Bạch, nhà họ Bạch có chút cổ phần chẳng đáng kể ở trung tâm thương mại Kỷ Thị, nào có bản lĩnh cứu họ được? Bỏ tay ra, một đám vô dụng. Các người là đẳng cấp gì hả mà cũng xứng đáng được tôi giúp đỡ? Cái nhãn hàng gì mà bẩn thỉu xấu xa? Không còn thì thôi. Anh yêu, chúng ta đi, lần sau sẽ xử lý các người. Không phải chứ, cô Bạch, cô, tôi sợ anh chắc. Sợ sợ, chúng ta đi thôi. Tin chắc là thương hiệu này sẽ bị trung tâm thương mại xử lý thôi. Nè kỹ tổng, trợ lý yên tâm. Đi thôi. Đi thông thả à? Các người tự dọn ra hay là cần tôi ra tay đây? Giám đốc Từ, tôi xin anh nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc chúng tôi đã đắc tội với ai mà tổng công ty nhất quyết bảo chúng tôi rời đi vậy? Vô dụng. Dĩ vừa rồi chính là kỹ tổng thật sự đó. Đắc tội kỹ tổng, đừng nói là nhãn hàng của các cậu, kể cả các cậu sau này cũng đừng hòng có chỗ đứng ở Long Xuyên. Cạn ly. Hôm nay cho hai kẻ đáng ghét kia biết tay, thật sự là hết sức thoải mái luôn. Nè ông xã, một cuộc điện thoại của anh mà có thể đuổi cửa hàng của nhãn hiệu đó ra khỏi trung tâm thương mại. Trợ lý có quyền lực thế sao? Không phải anh có gì giấu em đó hả? Sao vậy được? Vừa rồi là anh giả vờ gọi điện thôi. Cửa hàng của nhãn hiệu đó ngạo mạn duyên quyền thế như vậy, bình thường chắc chắn đã đắc tội với rất nhiều người. Chúng ta chỉ là vừa hay gặp lúc thôi. Bà xã, xiên nướng này ngon nè, em ăn thử đi. Ngon không? Uống cái nào? Ừ, cạn ly. Uống. Sở sở, không được uống nữa. Em uống nhiều rồi. Chủ quán, tính tiền. Em có uống nhiều đâu. Người ta hôm nay vui nên muốn uống một chút mà. Hai vị ăn ngon chứ? Tổng cộng hết 102 tệ. Alipay nhận được 1.020.000 tệ. Ôi trời, dạo vậy? 1.020.000 tệ hả? Anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Em uống say rồi, em xem. Còn ảo thanh luôn rồi. Em nghe lộn hả? Đúng rồi, em say mà. Hả? Nè, chỗ tiền này. À, chủ quán, chuyển tiền đúng rồi, không cần trả lại đâu. Không nhìn nhầm mà, là 7 con số đó. Lẽ nào là mình uống say sao? Sửa soạn một chút, đi gặp khách hàng với tôi. Khách hàng gì thế? Sao tôi không nhận được thông báo ra ngoài vậy? Không phải tôi đang thông báo cho cô sao? Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là nhanh lên. Đây là khách hàng lớn vô cùng quan trọng với việc phát triển của công ty. Nếu vì cô mà đến muộn thì sẽ ảnh hưởng đến việc thúc đẩy dự án. Trách nhiệm này cô có gánh nổi không? Tôi biết rồi, giờ sẽ sắp xếp. Trương Tổng, đây là nhân viên mới của công ty chúng tôi, Khương Sở Sở. À, cô Khương, thật sự xinh đẹp đó. À, lần đầu gặp mặt, chào cô.
Không có mắt nhìn à? Cậu không mau bắt tay chào hỏi với Trương Tổng đi. Trương Tổng chào anh. Ôi chào, bàn tay nhỏ nhắn này sờ mềm mại ghê. Không biết những chỗ khác có phải cũng mềm mại thế không? Trương Tổng xin anh tự trọng. Tôi đi vào phòng vệ sinh một chút. Ôi, cô gái này rất hợp gu tôi. Chỉ là tính cách hơi mạnh. Có thế này thì cô ta nhất định sẽ ngoan ngoãn mặc anh muốn làm gì thì làm. Trương Tổng, đây chính là thành ý lớn nhất của phòng chúng tôi trong việc hợp tác với anh. Anh xem bản hợp đồng này. Không vấn đề gì, tôi rất hài lòng với món quà này. Giờ sẽ ký liền. Khương Sở Sở, cô ngoan ngoãn hy sinh làm bàn đạp cho tôi thăng chức đi. Dù gì cô cũng bị chơi hỏng từ sớm rồi. Trương Tổng, chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ. Nào, hợp tác vui vẻ. Ngay ra làm gì hả? Đợi chúng tôi nâng ly cho cô nữa à? Trương Tổng, hợp tác vui vẻ. Bây giờ tôi đi được chưa? Sao vậy nè? Các người bỏ vào cà phê. Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Muộn thế này rồi, Sợ Sợ vẫn chưa tan làm sao? Sao lại tắt cả di động nữa? Lập tức kiểm tra cho tôi xem Sợ Sợ còn ở công ty không. Kỹ tổng, camera cho thấy buổi chiều phu nhân và bà Tử Nguyệt ra ngoài xong thì không quay lại nữa. Đi tìm ngay xem Sở Sở đang ở đâu. Ôi, người đẹp, cuối cùng em đã tỉnh. Bây giờ chúng mình bắt đầu trò chơi thôi. Bắt đầu trò chơi thôi. Ghê tởm, tránh xa tôi ra. Còn khốn, không biết điều. Hôm nay ông nhất định phải khiến mày khuất phục. Buông tôi ra. À, còn khốn, dám đánh tao à? Chạy đâu cho thoát hả? Hôm nay có là ông trời xuống đây cũng không cứu được mày đâu. Lên giường nào. Muốn chết à? Xã, cuối cùng anh cũng đến cứu em. Ổn cả rồi. Mẹ kiếp, mày là cái thái gì mà dám đánh tao? Tao Kỷ tổng. Kỷ tổng, xử lý tên khốn này thế nào? Kỷ tổng, tôi thật sự không biết. Cô ấy là vợ anh. Không thì cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám làm vậy. Thưa phu nhân. Cút xéo. Ôi trời ơi. Băm dầm hắn ra, ném cho chó ăn. Kỷ tổng, hãy tha cho tôi. Kỷ tổng, tôi sai rồi. Kỷ tổng. Nóng quá ông xã ơi. Sở, em thế nào rồi? Anh đi gọi bác sĩ cho em nha. Sở, em bình tĩnh đã. Bây giờ anh sẽ đi gọi bác sĩ cho em. Kỷ Mộ Bạch, có phải anh chê em không? Bây giờ em đang rất khó chịu.
Anh muốn em đi tìm người đàn ông khác sao? Không được đi. Anh có kém tấm hay không? Bây giờ sẽ cho em biết. Bạch Tử Nguyệt, lần này tôi quyết không tha cho cô. Tặng Khương Sở Sở cho Trương Tổng chơi đùa. Em thì được thăng chức chiêu này, cao tay thật em yêu ạ. Đằng nào cô ta cũng chỉ là đôi giày rách bị đàn ông chê tả lắm rồi. Em chỉ tận dụng triệt để thôi mà. Sao anh lại ở trong nhà tôi? Làm thế nào anh vào được? Dĩ nhiên là hiên ngang bước vào chứ sao. Sao hả? Thần vô tích sự như anh còn định ra tay thay vợ chắc một tay trợ lý quèn như anh thì làm gì được tôi nào? Tôi cho anh 10 giây để cút ra khỏi nhà tôi. Bằng không, tôi sẽ khiến anh hết đường sống ở Long Xuyên này. Im mồm. Cái loại chán sống nhà mày, im ngay cho tao nhờ. Ba, chị Tổng, tôi biết đứa con gái bất hiếu của tôi đã mạo phạm anh và phu nhân, nhưng xin anh nể tình nhà họ Bạch đã giúp kỹ thị mua thành công các dự án nước ngoài. Mong anh gia cao đánh khẽ, hãy tha cho nhà họ Bạch và cả con bé. Tôi cam đoan về sau sẽ dạy dỗ nghiêm khắc hơn. Kỹ Tổng. Bà nói anh ta là ai cơ? Kỹ Tổng hả? Kỹ Tổng, xin lỗi. Kỹ Tổng, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Anh tha cho tôi đi. Bà mau nói đỡ cho con chứ. Tôi đã tha cho cô rất nhiều lần rồi. Lần này cô hại Sở Sở bị thương, tôi quyết không tha thứ. Kỹ Tổng tôi. Bạch Kiến Quốc, nhà họ Bạch và con gái, ông hãy chọn một đi. Ba, nếu như chọn con gái thì Long Xuyên từ nay sẽ không còn nhà họ Bạch nữa. Ba, đồ súc sinh, mày xúc phạm ai cũng xúc phạm, lại xúc phạm phu nhân của Kỹ Tổng. Kể từ hôm nay, Bạch Kiến Quốc này không có đứa con gái nào mày. Kỹ Tổng, đứa con gái bất hiếu này xin tùy anh xử trí. Được. Tống Bạch Tử Nguyệt ra nước ngoài cho tôi. Tôi muốn cô ta trải nghiệm gấp trăm lần tất cả những gì Sở Sở suýt gặp phải. Ba, con không muốn chết, con không muốn chết đâu. Bà cứu con với. Tao đã dặn mày từ đầu rồi, phải cư xử khiêm tốn. Mọi thứ hôm nay do mày tự chuốc lấy hết. Cút đi. Ba, người đâu? Đưa cô ta ra ngoài. Ba à, Kỹ Tổng, tôi không liên quan gì đến việc này hết. Tất cả là do Bạch Tử Nguyệt con nhỏ độc ác đó bẫy Khương Sở Sở. Tôi hoàn toàn không hay biết. Im mồm. Tên của Sở Sở mà anh cũng gọi được à? Sau này mà còn dám xuất hiện trước mặt Sở Sở, kết cục của anh sẽ giống Bạch Tử Nguyệt. Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện, không bao giờ dấy bẩn mắt của phu nhân nữa. Ê, nghe tin gì chưa? Bạch Tử Nguyệt toan rồi, hình như là đắc tội với Kỹ Tổng đó. Vô lý, tôi nghe đồn là đắc tội với phu nhân của Kỹ Tổng. Cô ta hại phu nhân của Kỹ Tổng, suýt bị lão Euro xanh Trương Tổng mừng thịt. Có chuyện này nữa hả? Ồ, phu nhân của Kỹ Tổng, người gặp nguy hiểm không phải là mình sao? Ấy, Sở Sở hôm bàn dự án với Trương Tổng, cô đi cùng Bạch Tử Nguyệt à? Kể cho chúng tôi nghe chứ, phu nhân của Kỹ Tổng rốt cuộc trông thế nào hả? Đúng đó. Tôi cũng có biết đâu. Giám đốc sắp đến rồi đó, mọi người mau làm việc đi. Nhưng mà tại sao Kỹ Tổng lại giúp mình nhỉ? Bà xã, nào, thử món này nha, sushi tôm ngọt, ông xã. Bà Tử Nguyệt bị công ty đuổi việc rồi đó. Hình như có liên quan đến vụ Trương Tổng hôm đó. Là sao vậy? Anh tức quá nên đã kiện lên Kỹ Tổng. Kỹ Tổng nghe xong cũng rất thương cho hoàn cảnh của em, liền ra mặt thay cho chúng ta. Ông xã, anh mãi đỉnh luôn. Nè, thưởng cho anh một miếng sushi. Đám trong phòng em còn nói Kỹ Tổng trút giận thay cho phu nhân. Buồn cười quá anh. Em còn chẳng biết từ bao giờ mà em thành phu nhân của Kỹ Tổng nữa. Bà xã ngốc kết, em chính là phu nhân của Kỹ Tổng đó. Anh Mộ Bạch, em về rồi nè.
Anh Mộ Bạch, em về rồi nè. Ông xã, sao em nghe thấy có người gọi anh kìa? Sở Sở, khóe miệng em dính cơm nè, anh dẫn em vào toilet lau nha. Lau luôn là được rồi, lau bằng giấy không sạch, đi mau. Nè cô Lê, tại sao anh Mộ Bạch không đếm xỉa đến tôi? Còn nữa, con gái đó là ai hả? Cô Lê, Kỷ Tổng đã kết hôn rồi. Trước khi cô đi nước ngoài, việc hai nhà từng hứa hôn đã bị hủy bỏ. Mong cô sau này đừng quấy rầy cuộc sống của Kỷ Tổng nữa. Kỷ Mộ Bạch, em không đồng ý, đừng hòng hủy hôn với em. Alo, bà nội Kỷ phải không ạ? Dạ, con là Tâm Nhã. Bà nội, đây là đồ sứ hoàng gia con đem từ nước ngoài về tặng bà. Cảm ơn Tâm Nhã. Tâm Nhã, Mộ Bạch đã kết hôn rồi, chuyện hứa hôn. Nội ơi, nội yên tâm, lần này con trở về không phải vì việc hứa hôn, mà lại có việc khác nhờ nội. Không phải việc hứa hôn thì tốt rồi, con nói đi, nội giúp được gì chắc chắn sẽ giúp mà. Nội ơi, con muốn vào tập đoàn Kỷ Thị học quản lý. Không thành vấn đề, để nội thu xếp. Dạ. Kỷ Mộ Bạch, hãy đợi đó, vị trí phu nhân của Kỷ Tổng chỉ có thể là của em. Nè, cô nghe gì chưa? Hôm nay có một phó tổng mới tới, nghe nói là mở cả nhà giàu nào đó, không phải phu nhân của Kỷ Tổng chứ. Như mọi người biết đó, đúng vậy, tôi chính là phó tổng mới Lê Tâm Nhã, cũng là vợ chưa cưới của Kỷ Tổng. Chào phu nhân ạ. Cô là Khương Sở Sở à? Phải. Cô làm gì vậy? Lê Tổng, tôi đã làm gì xúc phạm cô chưa? Cô dê dãn chồng chưa cưới của tôi. Khương Sở Sở có chồng rồi mà. Không nhận ra cô phóng túng như vậy. Lê Tổng, có phải cô hiểu nhầm rồi không? Chồng tôi là trợ lý của Kỷ Tổng, tôi không có quan hệ gì với Kỷ Tổng hết. Còn giờ dịch nữa, loại con gái như cô tôi gặp nhiều rồi, không làm việc đàng hoàng, cứ tưởng trèo lên giường chủ tịch là có thể biến thành phu nhân chủ tịch à? Cô thực sự nghĩ làm như vậy là chen chân được vào nhà giàu sao? Tôi hoàn toàn không quen biết Kỷ Tổng. À, ông xã. Ông xã. Lê Tổng, cô nhìn đi, đó mới chính là chồng tôi. Anh Mộ Bạch, Kỷ Tổng, tìm anh đó. Có phải tôi đâu. À, Kỷ Tổng, anh bình tĩnh nói chuyện với cô Tâm Nhã nha. Em còn chưa giải thích rõ ràng mà. Chúng ta đừng can thiệp nữa, đi mau. Kỷ Tổng có gì muốn nói với em nè. Là vậy nè. Buông tôi ra. Trợ lý Hàn, không liên quan đến anh, tránh ra đi. Cô Lê, Kỷ Tổng thật sự không cưới cô đâu. Cô đừng đeo bám anh ấy nữa. Tôi cứ ép anh ấy cưới tôi đó. Cút xéo. Kìa, ông xã, đằng kia có que cây, em muốn cái đó. Được, mua. Bà xã, khoai tây chiên mà em thích ăn nhất nè, anh mua về cho em mấy gói. Dạ. Lại là cô. Không thể ngờ Kỷ Tổng quyền lực lại vì một đứa con gái mà ăn loại thực phẩm rác này. Rốt cuộc cô muốn gì hả? Em muốn anh cưới em. Không đời nào. Tôi đã kết hôn với Sở Sở. Loại con gái nghèo rớt mồng tơi, xuất thân thấp kém ấy, rốt cuộc có tốt gì hơn em chứ? Mọi thứ đều tốt hơn cô, quan trọng nhất là tôi yêu cô ấy. Kỷ Mộ Bạch, Khương Sở Sở vẫn chưa biết thân phận của anh đúng không? 8 giờ tối mai em muốn anh có mặt ở tiệc sinh nhật của em. Bằng không em sẽ nói cho Khương Sở Sở biết thân phận của anh. Không sao cả, đằng nào tôi cũng đang định kể hết mọi chuyện với cô ấy. Đợi đã, Mộ Bạch. Thật ra em có ý định khác. Em muốn nhân tiện sinh nhật này
chính thức quỷ hôn trước mặt bạn bè, thân thích với những người có má mặt ở Long Xuyên, cũng coi như cho hai họ Kỷ và Lê một lời giải thích. Được. Hy vọng ngày mai là lần cuối chúng ta gặp nhau. Kỷ Mộ Bạch, cả đời anh đừng hòng dứt bỏ em. Mấy giờ anh về vậy? Em sắp nấu cơm xong rồi. Sở Sở, tối nay anh có cuộc họp đột xuất, không dậy ăn cơm được, em đừng nấu cơm cho anh nha. Cực cho em nhiều nè. Dạ, vậy cũng được, anh đừng làm quá sức nha. Ừ, yên tâm. Ông xã không về nhà, không có tâm trạng nấu ăn nữa. Giám đốc quán ba, tìm mình làm gì chứ? Alo giám đốc. Alo Sở Sở, buổi chiều cô có rảnh không? Phía bên tôi có một đơn hàng lớn cần cô đưa giúp tôi một chút. Xin lỗi giám đốc, tôi lâu lắm rồi không làm bạc tham nữa, hay là anh tìm người khác đi. Sở Sở, chiều nay thật sự bận sắp mặt. Cô xem nể tình giám đốc tôi trước đây đối xử với cô rất tốt, cô đến giúp nha. Ừ, vậy cũng được, anh gửi địa chỉ cho tôi. Được được, giờ tôi sẽ gửi cho cô. Cô Lê, yêu cầu của cô tôi đã làm rồi, giờ tôi có thể đi được chưa? Kỷ Mộ Bạch, đợi tối nay Khương Sở Sở biết thân phận của anh rồi, không biết cô ta còn ở lại bên cạnh anh nữa không? Tâm Nhã, cô nói xem tối nay Kỷ Tổng có đến không? Có đó, Kỷ Mộ Bạch trước giờ không tham gia những buổi thế này. Hôm nay chắc chắn Kỷ Mộ Bạch sẽ đến. Nếu không, màn kịch hay này sao có thể diễn được chứ? Khách sạn Á Nguyên. Không sai, chính là chỗ này. Xin chào, đồ của cô đến rồi đây. Lê Tổng, Khương Sở Sở, không ngờ cô còn nghèo đến mức đi làm shipper bạc thơm đó. Ây da, mùi gì nè, ôi thiêu nồng này. Hình như là từ mùi từ trên người cô ta, khó ngửi quá đi. Nè, cô chưa tắm mà cả người đầy mùi mồ hôi, ô nhiễm cả rượu của chúng tôi, bảo chúng tôi uống thế nào nữa. Rượu tôi đã đưa đến rồi, đứng lại. Tôi để cho cô đi chưa? Thái độ phục vụ kém như vậy, cẩn thận tôi khiếu nại cửa hàng các cô. Nếu bị khiếu nại, công việc của giám đốc sẽ hỏng mất. Cô còn muốn làm gì? Mở hết rượu ra cho tôi. Mở xong hết rồi, giờ tôi đi được chưa? Các người làm gì vậy? Còn muốn chạy à? Lấy rượu quý thế này để tắm cho cô, cô phải cảm ơn Tâm Nhã của chúng tôi đó. Vừa bẩn vừa hôi, tắm rửa cho tử tế đi. Đủ rồi. Con ả này, cô dám đẩy tôi. Cô, không phải cô ta chết rồi chứ? Yên tâm, mạng hèn không chết được đâu. Trói cô ta sau màn cho tôi. Khuyên Sở Sở, tiệc sắp bắt đầu rồi, cô phải giỏng tay lên mà nghe bất ngờ to lớn mà tôi chuẩn bị cho cô đây. Hoan nghênh mọi người tới tham dự tiệc sinh nhật của tôi. Tối nay tôi sẽ tuyên bố với mọi người một chuyện trọng đại. Nhưng trước hết xin mời vị hôn phu của tôi, tỷ phú Long Xuyên, cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Kỷ Thị, Kỷ Mộ Bạch lên sân khấu. Mộ Bạch, Kỷ Mộ Bạch chính là Kỷ Tổng. Tuần sau tôi sẽ cử hành lễ đính hôn với Mộ Bạch. Cô nói linh tinh gì vậy?
cẩn thận. Sở sở. Sở sở, sao em lại ở đây? Đầu em bị sao vậy? Kỹ một bạch, anh vẫn luôn lừa tôi. Căn bản không phải là trợ lý gì hết. Sở sở, chuyện này anh có thể giải thích. Anh là, tôi còn ngốc đến độ nghĩ anh không có tiền, bóp mồm bóp miệng muốn trả nợ giúp anh. Trêu đùa tôi như thế vui lắm hả? Khương sở sở, cô vẫn còn chưa hiểu à? Cô chỉ là thứ đồ chơi anh mù bạch tiêu khiển sau lưng tôi, đương nhiên không xứng biết được thân phận của anh ấy. Cô câm miệng. Sở sở, không phải như cô ta nói đâu. Hôn ước của anh với cô ta đã hủy từ lâu rồi. Hôm nay anh tới cũng là vì em. Rõ ràng anh có tiền mà lại giả nghèo đề phòng tôi. Là vì anh vẫn luôn xem tôi là một ả hám tiền giả tạo đúng không? Anh chưa từng tin tưởng tôi. Kỷ Mộ Bạch, chúng ta ly hôn đi. Đứng lại, Khương sở sở. Cô có giỏi thì cởi toàn bộ quần áo trang sức mà anh Mộ Bạch tặng cho cô ra. Chiếc nhẫn cưới Beragri phiên bản giới hạn trên tay cô có giá 28 triệu. Chắc chắn không phải thứ cô có thể mua được. Cô câm miệng. Kỷ Mộ Bạch, anh nói cái nhẫn cưới này là anh mua 20 tệ ở sạp hàng cũng là lừa tôi. Trả cho anh. Sở sở, đôi giày này là quà sinh nhật anh tặng cho tôi. Trả cho anh. Quần áo là kỷ niệm quà yêu nhau anh tặng cho tôi. Tôi đều trả hết cho anh. Kỷ Mộ Bạch, anh đừng có giở dịch nữa. Đồ của anh tôi không thèm. Anh Mộ Bạch, dù giờ anh có đuổi theo ra ngoài, cô ta cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu. Giả lại, người phụ nữ đó cũng không xứng với anh. Đi càng tốt. Lê Tâm Nhã, tôi nói cho cô biết, dù sở sở cả đời này không tha thứ cho tôi cũng không thể nào lấy cô. Kỷ Mộ Bạch, tôi đây, ở đây tuyên bố hủy hôn ước với Lê Tâm Nhã. Cả đời này tôi cũng không thể nào cưới cô ta. Kỷ Mộ Bạch, bà xã, em định đi đâu? Ai là bà xã của anh? Anh Kỷ, xin anh đừng gọi Tâm Bảy nữa. Đây là đơn ly hôn. Anh làm ơn ký vào đó giùm tôi. Anh không ký. Anh nhất quyết không thể ly hôn với em. Anh cũng sẽ không bao giờ để em đi. Kỷ Mộ Bạch, chẳng lẽ anh muốn giam cầm tôi trái phép à? Anh xem tiểu thuyết tổng tài nhiều quá rồi phải không? Tôi báo cảnh sát đó. Hiểm báo đi. Anh nhất quyết không chia tay em. Nếu hôm nay em buộc phải đi thì em hãy bước qua xác của anh nè. Được, để em xem anh nằm được bao lâu. Alo bà nội. Nhóc con, sao vậy? Sở sở không cần cháu nữa. Nhóc con, bà đã nói từ đầu rồi. Kêu cháu mau nói thật với sở sở đi. Bây giờ sở sở không cần cháu nữa. Đáng đời mà. Bà nội, có phải bà đến để giúp cháu không vậy? Sở sở à, Mộ Bạch gạt cháu là nó không đúng. Nhưng tình cảm nó dành cho cháu là thật. Cháu nể mặt bà nội, cho nó một cơ hội được không? Ha. Anh nói đi, tại sao anh lại giả nghèo gạt em? Sở sở, trước đây quả thật anh đã hiểu lầm em là một cô gái chuyên đào mỏ, cho nên mới giấu giếm thân phận của mình. Nhưng về sau anh biết rõ ràng bụng dạ anh tiểu nhân quá. Anh muốn thành thật nhưng lại sợ em bỏ đi nên không dám nói. Sở sở, anh thực sự yêu em mất rồi, cũng không thể mất em được. Nhưng anh là tỷ phú, em chỉ là phó thường dân thôi. Cách biệt giữa chúng ta quá lớn. Khi hai người chia tay nhau chắc chắn là vì đã cạn duyên, không liên quan gì đến lý lịch. Sở sở, chấp nhận anh lại từ đầu được không? Nể tình anh chân thành như vậy, em sẽ tha thứ cho anh lần này.
Cảm ơn bà xã. Đợi đã, chắc chắn không còn việc gì giấu em nữa à? Anh xin thề là không còn gì hết, sau này cũng không có nữa. Ngoan. Vậy mới phải chứ. Lần này bà cũng phải kiểm điểm lại. Nếu bà không để Lê Tâm Nhã vào kỹ thị, cũng sẽ không gây cho hai đứa nhiều rắc rối như vậy. Bà nội, bà đâu có biết ý đồ của cô ta đâu. Không trách bà nội, cháu đã cắt chức phó tổng của Lê Tâm Nhã ở kỹ thị để mặt nội cháu có thể không truy cứu vụ việc ở bữa tiệc lần này. Nhưng nếu về sau cô ta còn dám gây sự, cháu quyết không tha dễ dàng. Nè, phơi phới sắc xuân kìa, xem ra hạnh phúc với chị dâu lắm cơ. Tuần sau bọn tôi làm đám cưới, đến lúc đó cậu phải đưa lì xì dày cộm cho vợ tôi đó, không thành vấn đề. Nè Mộ Bạch, chuyện là hôm nay mời cậu đi uống, thật ra là được người ta nhờ giả. Có người muốn gặp cậu. Ai vậy? Tâm Nhã, vào đi. Tiêu Dưỡng, cậu có ý gì? Mộ Bạch, dù gì mình cũng chơi với nhau từ nhỏ, nếu cậu với chị dâu ổn thỏa rồi, thôi thì tha lỗi cho Tâm Nhã đi. Mộ Bạch, trước đây em tưởng anh không yêu Khương Sở Sở nên mới nghĩ có thể cưa anh lại. Nhưng trong bữa tiệc lần trước em đã thấy được quyết tâm của anh. Hiện tại em chỉ dành lời chúc phúc cho hai người. Em không muốn chúng ta sau này không thể làm bạn được nữa. Anh tha lỗi cho em được không? Làm bạn thì miễn đi. Sau này cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Sở Sở nữa. Kỹ Mộ Bạch, anh yêu con khốn ấy đến vậy sao? Được, em hứa với anh. Nào nào nào, uống một ly. Mình chạm cốc nào. Chuyện này coi như bỏ qua nha, được không? Nào. Mộ Bạch, sao đầu của mình lại choáng vậy nè? Lê Tâm Nhã, cô dám bỏ thuốc vào rượu à? Cô Kỷ Mộ Bạch, anh đừng hòng thoát khỏi được em. Bà xã, anh nóng. Nóng quá. Sở Sở, là em à? Em đây Mộ Bạch. Kỹ Mộ Bạch, Mộ Bạch, chưa vào trong phòng mà sao anh đã bắt đầu sờ soạn em rồi? Lần này chắc chắn Khương Sở Sở sẽ không tha thứ cho Kỹ Mộ Bạch nữa. Kỹ Mộ Bạch, anh tỉnh táo lại đi. Em mới là vợ anh nè. Khương Sở Sở, cô không mắc bẫy à? Dâm ba cái trò mèo của cô, não mọc hết trên ngực à? Cô, bà xã, sao chúng ta lại ở đây? Anh nóng quá. Em đưa anh đi bệnh viện. Đi viện làm gì chứ? Mình là vợ chồng hợp pháp mà. À, nè, quá ra tôi tạo cơ hội cho hai người đó à. Kỷ Mộ Bạch, mở cửa ra. Kỷ Mộ Bạch. Bà xã, cảm ơn em đã tin tưởng anh. Em không khờ như anh đâu. Lê Tâm Nhã giở thủ đoạn hèn hạ này để lừa chúng ta. Mà nè, anh định xử lý Lê Tâm Nhã thế nào hả? Anh đã bảo trợ lý Hàn tống cô ta ra nước ngoài. Cả đời này cô ta đừng mơ có cơ hội trở về. Không nói về cô ta nữa hả? Giờ còn sớm chán. Em ngủ với anh thêm một lúc nữa nha. Hả?